Khủng bố sống lại chương 3472, đốt cháy thành phố 2. Dương Giang đứng ở không xa, nghe được nội dung cuộc nói chuyện của họ và cũng đại khái hiểu được hoàn cảnh của họ. Những người này đang thiếu vật phẩm sinh hoạt, không có tiền cũng không có năng lực để dọn tới những thành phố khác tốt hơn để sinh sống, do nghèo khổ nên họ không thể không ở lại thành phố có linh dị này. Rất nhanh. Bốn năm người này đã mở được cửa tiệm, trong đó là một cửa hàng tiện ích, trên kệ có để rất nhiều đồ vật sinh hoạt, nhưng trong đó đều có một lớp bụi, nhìn có vẻ như tiệm này đã ngừng hoạt động một thời gian, chủ tiệm cũng không biết có phải đã rời khỏi thành phố này hay là đã chết trong sự việc linh dị nào đó. Họ rất vui vẻ, lấy xe đẩy bỏ những vật phẩm sinh hoạt vào trong, chuẩn bị đem đi. Dương Giang thu hồi ánh nhìn, xem như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ xem như đi qua bình thường. Đợi chút, bên ngoài hình như có người. Tối vậy thì làm gì có người chứ? không phải là gặp quỷ chứ. Có lẽ là khi Dương Giang bước qua tiếng bước chân đã thu hút sự chú ý của một trong người người đó, họ bị hù tới lập tức dừng tay lại, đứng ngơ không nhúc nhích trong tiệm. Ta không phải là quỷ, chỉ là đi ngang qua mà thôi, các ngươi tiếp tục, không cần quan tâm đến ta. Dương Giang mở miệng nói. Lập tức, những người trong cửa tiệm tức thời nhẹ nhõm ra. Thì ra là người, hù chết ta rồi, còn tưởng đêm nay lại gặp quỷ chứ mấy người này tiếp tục bận việc. Nhưng mà rất nhanh, một người đàn ông ngó ra ngoài nói, thấy Dương Giang đang đi về phía trước đã lập tức nén giọng nói, bên đó đang có quỷ, đừng qua đó. Ta là muốn đi chỗ có quỷ. Dương Giang không quay đầu nói. Người đàn ông không có khuyên nữa. Có người phụ nữ trong tiệm vang lên, đừng có nhiều chuyện, chắc lại là một người mơ mộng hảo huyền, đang muốn tới chỗ có quỷ để trở thành người ngự quỷ. Cái gì gọi là mơ mộng hảo huyền? Lỡ như người ta có thể trở thành người ngự quỷ thì không phải là một bước lên trời rồi sao? Nếu như không phải ta sợ chết thì ta cũng muốn liều một phen, cả ngày sống như vậy thật là quá đau khổ. Người đàn ông trả lời. Với hoàn cảnh ác liệt như vậy, có không ít người đồng ý đi đến những nơi có quỷ để có thể trở thành người ngự quỷ. Tuy là sau khi đã trở thành người ngự quỷ có thể sống trong vòng 1-2 năm, nhưng một khi thành công thì có thể thay đổi số phận của cả nhà. Ví dụ như mua mấy tòa nhà ở thành phố Đại Sương, không lo cuộc sống, lại vừa kiếm được tiền. Nếu như may mắn có thể giá ngự hai con quỷ, vậy thì càng dữ dằn hơn, vậy thì càng ghê gớm, trực tiếp trở thành người có tiền có quyền, thậm chí có thể trở thành người phụ trách cả một thành phố thì cũng không thành vấn đề. Dương Giang đi qua mấy con đường, rất nhanh đã nhìn thấy phía trước con đường có đường ranh giới cảnh giác, ngoài ra còn có bản cảnh giác. Khu vực cấm nguy hiểm. Nghiêm cấm người khác tới gần. Nơi linh dị nguy hiểm một số khẩu hiệu rất bắt mắt, sợ người khác không biết nơi này có quỷ vậy. Phong tỏa khu vực, ngăn cách với ác quỷ, đây cũng là phương pháp cấp bách, dù gì cũng có không ít quỷ là không di chuyển được, nếu như được ngăn cách bởi người khác tới gần, vậy thì ác quỷ sẽ không bị ảnh hưởng bởi quy luật giết người và chỉ có thể ở lại đây không đi ra ngoài, phần lớn người dân ở thành phố Đại Sơn không có rời khỏi nơi này. Cũng là do quỷ ở nơi này tương đối an phận. Trong lòng của Dương Gênh suy nghĩ, Đồng thời hắn cũng không quan tâm ranh giới cảnh giác mà trực tiếp bước vào trong nơi có quỷ này. So với những con đường lạnh lẽo, thì nơi bị phong tỏa này thì ngược lại cảm giác náo nhiệt hơn. Tuy là không có người, nhưng trên đường đậu đầy xe hơi, các cửa hàng bên đường cũng đang ở trạng thái kinh doanh, xem ra lúc khu vực này bị phong tỏa là mọi người đang rất hối hả mà rời khỏi, có rất nhiều thứ cũng không có đem đi và sau khi xong việc cũng không ai dám tới khu này để tập hợp vật phẩm sinh hoạt nữa. Gia đình vừa rồi khá táo bạo vì dám ăn trộm trên đường phố gần khu vực cảnh báo. Khi càng đi sâu vào khu vực bị phong tỏa này, tình hình xung quanh càng trở nên kỳ lạ. Trước tiên là Dương Gia ngửi được một mùi vị rất quen thuộc. Đó là mùi thối nát của xác chết. Tiếp theo, đèn đường cứ nhấp nháy và có tiếng kêu chí chí, cảm giác như đang bị gì đó quấy nhiễu. Và trên đường còn có xuất hiện rất nhiều dấu chân mới, hình như chỗ này còn có người đang sinh sống. Ngoài ra, trên mặt đất gần đó, có rất nhiều người đã chết nằm ở đó, nhưng mức bảo quản những cái xác này rất tốt, cho dù là trời nóng, cũng không có dấu hiệu bị thối nát nghiêm trọng. Dương Giang liếc nhìn một cái. Phút tiếp theo, những cái xác ở gần đó đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh nhạt. Quỷ hỏa âm u đang kêu xèo xèo, và trong ngọn lửa những cái xác đó đang đau đớn dãy dụ uống éo, nhìn giống như đang chịu đựng một cái đau rất là đau đớn. Cái xác bị linh dị chiếm dùng, nhưng chưa tới mức thành quỷ nô, mà giống như là đồ chơi nhiều hơn. Dương Giang mở quỷ nhãn ra, tùy tiện nhìn quanh gần đó. Nhưng rất nhanh, hắn lại từ từ nhắm mắt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy một cảnh tượng vừa kỳ lạ lại vừa khốn khổ, đã đến bước không thể không quan tâm. Và đây cũng là chỉ do một con quỷ tạo thành. Toàn bộ đốt cháy hết. Dương Giang nói. Sau đó các tòa lầu, cửa hàng, đường phố, thậm chí là mặt đường cũng bị quỷ hỏa đốt cháy. Một ngọn lửa linh dị xuất hiện từ trong không và đã hoành hành trong khu vực bị phong tỏa này. Và quỷ hỏa càng đốt càng mạnh, thậm chí càng nhuốm đẫm cả bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm, bởi vì có quá nhiều củi đốt nên ngọn quỷ hỏa mới cháy mạnh như vậy. Do có hiện tượng đặc biệt này xuất hiện nên đã thu hút không ít người ở thành phố này để ý. Đó nơi linh dị bị phong tỏa, không phải lại có quỷ đang quậy nữa chứ? Họ vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy ngọn lửa quỷ hỏa u ám đó thậm chí họ đã đánh thức người nhà đang say ngủ và chuẩn bị chạy trốn khỏi đây. Ai cũng không thể khẳng định ngọn lửa linh dị này có lan ra tới chỗ mình đang ở không, và cũng không biết ngọn lửa màu xanh đó bị rọi trúng có chết không. Với sự đốt cháy của quỷ hỏa, trong lửa cũng truyền lại những tiếng kêu kỳ lạ, giống như tiếng kêu thảm thiết của người trước khi chết, lại nghe giống như tiếng trên rỉ của ác quỷ, khiến cho người khác phải nổi cả da gà. Đây không thể ở được rồi, chạy nhanh lên. Ở trên đường, Người nhà ăn trộm lúc nãy, nhìn thấy cảnh tượng ở phía sau cách mình không xa đã bị hù tới run cả người, đẩy xe chạy khỏi chỗ này. Chỉ trong một lúc, thành phố vào đêm đang yên tĩnh lại lần nữa hoảng hốt lên. Ta là Dương gia người phụ trách thành phố Đại Sương, đang bắt quỷ, sau đêm nay, nơi này sẽ không còn linh dị nữa. Trong lúc cả thành phố đang hoảng hốt đến cực hạn, có một giọng nói đột nhiên vang lên trên bầu trời của cả thành phố, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy sau lời nói đó cả thành phố hốt hoảng đã bình yên trở lại người phụ trách quá tốt rồi người phụ trách của thành phố đại xương đến xử lý sự việc linh dị chúng ta đã có hy vọng rồi trời ơi cuối cùng cũng đợi được rồi ta còn tưởng thành phố này không có người phụ trách đến quản chứ hãy bắt hết cho ta một con cũng đừng có bỏ sót có rất nhiều người la lên trong tối đó họ đang trút bỏ sự sợ hãi trong lòng mình trong thời gian dài vậy đồng thời những ánh đèn ở những nơi trong thành phố cũng lần lượt sáng lên. Họ không quen dương gian, nhưng họ biết có sự tồn tại của người phụ trách, và cũng biết người phụ trách là chuyên môn đối phó với ác quỷ, giải quyết sự việc linh dị. Hồi đó họ rất là hy vọng trong thành phố của mình cũng có một người phụ trách. Nhưng rất tiếc trong ngóng rất lâu cũng không có, chứ không thì thành phố Đại Sơn cũng không có nhiều người rời khỏi. Dương Giang Nói đùa gì, trong truyền thuyết nói quỷ nhãn dương gian sao lại xuất hiện ở thành phố này chứ không phải hắn đã mất tích nửa năm nay sao có rất nhiều người nói hắn đã chết rồi và ở một tòa lầu trong thành phố đại sơn có một người ngự quỷ nghe thấy giọng nói này đã ngơ ngác tuy hắn vẫn còn là một người mới bước vào giới linh dị không lâu nhưng hắn cũng biết sự tồn tại của dương gian đoán là có người đang mạo danh của hắn trong lòng của người ngự quỷ đoán như vậy nhưng khi hắn nhìn ngọn lửa đốt thẳng lên trời phía xa trong mắt lại hiện lên một sự kinh ngạc ngọn lửa này hình như có thể đốt cháy linh dị và cách xa như vậy vẫn có cảm giác da bị cháy đau vậy nếu như gần hơn chút hắn thậm chí nghi ngờ cơ thể mình cũng sẽ bị cháy lên ngọn lửa này không phải là của nơi linh dị bị phong tỏa là sức mạnh linh dị của bản thân dương gian sao nhưng ngọn lửa linh dị này lại có thể đốt cháy cả một khu vực như vậy người ngự quỷ có thể làm được sao Hắn đứng từ xa quan sát cảm thấy sợ hãi, và trong không thể nào tưởng tượng được lại có người có thể giá ngự sức mạnh linh dị này ở mức độ như vậy. Nếu bản thân mình có sức mạnh linh dị đến mức độ đó thì còn sợ gì ác quỷ nữa. Trời ơi, lửa lớn vẫn còn đang lan rộng, phạm vi còn rất lớn, hắn đang muốn đốt cháy cả thành phố sao? Người ngự quỷ này không dám nhìn tiếp, hắn cảm thấy không khí xung quanh đang nóng lên, bản thân nên rời xa chút, chứ không thật sự là không chịu nổi với sức mạnh linh dị ở mức độ này, nhìn rất giống thiên tai vậy. Quỷ hỏa âm u đang đốt cháy khu vực đang bị phong tỏa, đã đốt cháy tất cả mọi thứ tại đây. Và trong ngọn lửa, những xác chết bị linh dị ăn mòn đã nhanh chóng cháy thành tro, không chừa lại gì cả, và với ngọn lửa cháy lan rộng như thế cũng đã đuổi các ác quỷ núp trong khu vực này ra ngoài, và cho đến cuối cùng thì cũng đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Dương Giang đã bước vào trong tòa lầu không có người ở. Tòa lầu này vẫn đang cháy, bởi vì bên trong có rất nhiều xác chết nhưng mà phần lớn các xác chết cũng đã nhanh chóng hóa thành tro nhưng mà cũng có những cái xác cá biệt có đốt cháy thế nào thì cũng không thể hủy được rất nhanh dương gian ở một góc trong tòa lầu không bắt mắt lắm đã tìm thấy một cái xác bị cháy khô cái xác này nhìn có vẻ ốm yếu và được cuộn tròn gương mặt móc méo nhìn có vẻ dữ tợn và đáng sợ lúc này con mắt và miệng của cái xác khô đều có lửa màu xanh hiện ra nhìn giống như bên trong cơ thể vẫn còn bị quỷ hỏa thiêu đốt. Cho dù bị đốt như thế, nhưng cái xác vẫn không bị hư hại gì. Rất rõ ràng, đây không phải là một cái xác bình thường, mà đây là một con quỷ, dưới sự đốt cháy của quỷ hỏa, ác quỷ mới không thể hành động giết người được, chỉ có thể nằm bất động ở dưới đất. Dương Giang cầm lấy cái xác khô sau đó xoay người rời khỏi nơi này. Không có tốn nhiều thời gian, sự việc linh dị ở khu vực này đã được giải quyết xong. Mà đây chỉ là một trong những nơi mà thôi, trong thành phố Đại Sơn còn có nhiều nơi có khu vực linh dị, tổng cộng có 3 nơi, chỉ là linh dị nơi này là mạnh nhất, ảnh hưởng lớn nhất mà thôi. Dương Giang lại đi tới hai nơi khác trong khu vực bị phong tỏa, khi hắn bước ra thì trong tay đã có thêm hai cái xác bị cháy đen, tuy nhìn hai cái xác cũng không có gì khác, nhưng thực tế thì mức độ nguy hiểm lại trên lệch nhau rất lớn, chỉ là ở trước mặt Dương Giang thì đều giống nhau cả. Đã xong bây giờ linh dị ở thành phố này đã triệt để được yên lắng chỉ là không biết xử lý lần này có thể duy trì được thời gian bao lâu mà thôi với suy nghĩ này hắn đã quăng ba cái xác cháy khô đó vào trong quỷ hồ chỉ là nước trong quỷ hồ hiện lên không còn là màu đen nữa mà là màu đỏ tươi giống như máu đây có thể là do dương gian giá ngự quỷ huyết dẫn đến quỷ hồ cũng bị nhuộm đỏ và sau khi quỷ hồ bị nhuộm đỏ thì nhìn có vẻ như đáng sợ hơn xưa ác quỷ bị chìm vào trong đó không những bị quỷ hồ hạn chế mà còn bị quỷ huyết ảnh hưởng. Với sự phối hợp giữa linh dị mà đã tạo nên sự đặc biệt cho Dương Giang với sức mạnh linh dị của huyết hồ. Sự hình thành của huyết hồ cũng có nghĩa là sức mạnh linh dị cấp S đã ra đời, cộng thêm linh dị của xe buýt quỷ và có thể mở ra tầng thứ 9 của quỷ nhãn. Bây giờ ngay cả Dương Giang cũng không biết bản thân mình đã đạt tới cấp bậc nào. Bởi vì hắn không có đối tượng để so sánh có lẽ đám người ngự quỷ thời dân quốc mới đủ tư cách để so sánh với hắn được. Ngọn lửa quỷ hỏa có cháy mạnh thì cũng sẽ có lúc bị tắt đi. Vào lúc trời gần sáng, quỷ hỏa trong thành phố Đại Sơn đã bắt đầu tắt đi. Quỷ nhãn của Dương Giang lần nữa quét nhìn cả thành phố, hắn đã xác định thành phố này đã không còn linh dị bị sót lại, nhưng vào lúc đó hắn cũng phát hiện trong thành phố này có ẩn nấp một người ngự quỷ, người ngự quỷ đó là người mới, sức mạnh linh dị trên người còn rất yếu, cũng không biết người ngự quỷ này có cơ hội để trưởng thành hay không. Dương Giang không có ý định chiêu mộ người mới, cũng không có thói quen giết người vô cớ, hắn chỉ xem như không nhìn thấy, sau đó đã rời khỏi thành phố này. Hắn đi tới nơi cách thành phố Đại Sương xa hơn. Rất nhanh, Dương Giang ghé qua thành phố Tiểu Xuân. Hắn đối với thành phố này cũng có chút ấn tượng, nhớ lại lúc trước vì điều tra sự việc mất tích của người phụ trách thành phố Tiểu Xuân cũng là ở thành phố này mà ngồi lên xe biết quỷ, sau đó đã đi tới một con đường không có đường quay về, cuối cùng còn gặp phải cô dâu thay khô, xém chút đã chết trong trạm linh dị. Cuối cùng đã phải khó khăn lắm thì mới trở về được hiện thực. Bây giờ nhớ lại mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng mà tình hình thành phố Tiểu Xuân lại không mấy lạc quan, cũng xuất hiện sự việc linh dị và cũng do thành phố này tương đối nhỏ dẫn đến thành phố Tiểu Xuân chịu sự ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với thành phố Đại Sơn trước đó. Cho dù là vào ban ngày, thành phố vẫn trống vắng, trên đường không có xe cũng không có người đi lại. Cả thành phố này lại chìm vào sự ninh tĩnh như một thành phố chết. Dương Giang đang tắm nắng dưới ánh sáng chói chang, trên đường cũng không có người qua lại, quỷ nhãn của hắn nhìn trộn mọi nơi, tìm hiểu mọi thứ trong thành phố. Thì ra là vậy, cả thành phố này có hơn một nửa khu vực bị phong tỏa, ở đâu cũng có dây cảnh báo và khẩu hiệu cảnh giác, chỉ có khu vực mới thì mới không có bị linh dị ảnh hưởng, nhưng mà người sống trong khu vực mới này thì vô cùng ít và cho dù là ban ngày thì cũng không có người ra ngoài hoạt động. Xem ra quỷ ở thành phố này là thuộc loại lang thang, nếu không phải vậy thì sẽ không đến nỗi phải thiết lập khu vực cảnh giác lớn vậy. Đối với người bình thường thì sự uy hiếp của quỷ lang thang so với quỷ chỉ ở một chỗ càng lớn hơn. Thân hình của Dương Giang từ từ biến mất sau đó hắn đã đi tới khu vực lâu năm của thành phố tiểu xuân ở đây hắn đã cảm nhận được mùi vị linh dị cũng có nghĩa là con quỷ thật sự đang ở gần đây dương gian làm biến đi kiếm hắn dùng lại chiêu cũ trực tiếp dùng một ngọn lửa lớn đốt cháy các tòa nhà gần đó rất nhanh các tòa lầu lâu năm đã nổi lên một trận lửa lớn và trong ngọn lửa có một hình bóng kỳ lạ đã xông ra hình bóng đó vừa xông ra vừa phát ra tiếng kêu kỳ lạ rõ ràng là ác quỷ bị quỷ hỏa thiêu đốt đã không chịu nổi. Cũng có sự nhẫn nại chứ. Dương Giang không có biểu cảm, cản lại đường của ác quỷ, sau đó đợi khi ác quỷ tới gần thì hắn đã đưa tay lên đánh một cái. Bác! Một âm thanh vang vọng, khi bị quỷ hỏa đuổi ra ngoài thì ngay lập tức đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó té nhào lộn ở dưới đất, cuối cùng thì giống như một cái xác chết nằm bất động trên mặt đất nên biết rằng một cái đánh của dương gian là tương đương với một cú đụng của xe buýt quỷ với mức độ này thì ác quỷ làm sao có thể chống lại được giải quyết xong rồi sau đó dương Giang dùng linh dị của huyết hồ và nhấn chìm xác chết này xuống dưới sau khi xong việc sự việc linh dị trong thành phố tiểu xuân đã triệt để biến mất nhưng mà khu vực phong tỏa này e là sau này sẽ có một thời gian dài cũng không có ai dám ở cho dù là nơi này đã không còn quỷ đi tới nơi khác xem sao Dương Giang lại lặng lẽ rời khỏi thành phố này, đi tới một nơi khác. Hắn không có phương hướng cụ thể, cũng không có cố tình kế hoạch đường đi, hắn định tới đâu thì tính tới đó, tốt nhất là mỗi nơi trong cả nước cũng nên đi một vòng, chỉ có như thế thì mới có thể triệt để tìm hiểu rõ tình hình trong nước, và với tốc độ của hắn thì cho dù đi một vòng khắp cả nước thì cũng chỉ tốn thời gian vài ngày. Đối với nước ngoài không đi cũng được. Cũng vào lúc này, thì tin tức hắn xuất hiện nữa cũng từ từ được truyền ra trong giới linh dị. Dương Giang tỉnh lại sao? Đây là thật sao? Nguồn gốc tin này có đáng tin không? Cao ốc Sam Tân trong thành phố Đại Sương. Mới sáng sớm thì Đồng Thiến đã nhận được tin bất ngờ này. Không thể sai được, là do Lý Dương nói, tối qua Dương Giang đã tỉnh lại và đã đi tới khu dân cư Quan Giang, đã trò chuyện với ba người Lý Dương, Huỳnh Tử Nhã và Vương Dũng, sau việc này không bao lâu thì Vương Sang Sang đã nói tin quan trọng này cho ta hãy. Lưu Tiểu Vũ nói rất nghiêm túc. Quá tốt rồi. Đồng Thiến lúc này vui vẻ mà nói, cuối cùng thì hắn cũng đã tỉnh, thời kỳ bây giờ không thể nào không có hắn. Đây là đương nhiên rồi, sau khi Tổng Bộ nghe nói Dương Giang sẽ quay về thì đã lập tức truyền tin tức quan trọng này ra ngoài, bây giờ quan trọng nhất là củng cố lòng người, tin rằng sau ngày hôm nay thì giới linh dị sẽ biết được tin này. Lưu Tiểu Vũ nói. Đồng Thiến lại hỏi, nếu Dương Giang đã về vậy giờ hắn đi đâu rồi? Không biết nữa, nghe bên Lý Dương nói, Dương Giang chuẩn bị đi ra ngồi một chuyến, để tận mắt xem tình hình bây giờ, đoán là khoảng nửa tháng hay hơn 10 ngày, nhưng đây không có quan trọng, khoảng thời gian này vẫn có thể đợi được, chỉ cần Dương Giang xuất hiện thì mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Lưu Tiểu Vũ nói, vậy cũng phải. Đồng Thiến gật đầu. Với sự cố tình của Tổng Bộ, nên tin tức xuất hiện của Dương Giang thực sự đã truyền đi rất nhanh. Chỉ một lúc, trang web linh dị đã bàn luận náo nhiệt. Dương Giang đã quay về sao? Quỷ nhãn Dương Giang trong truyền thuyết sao, đội trưởng chấp pháp của tổng bộ. Không phải hắn đã chết rồi sao? Có người ngự quỷ hiếu kỳ hỏi. Vì mà chết rồi, đừng nói bậy, người ta chỉ là mất tích nửa năm mà thôi, từ đó giờ không có tin xác thực nói là Dương Giang đã chết. Lần này Dương Giang xuất hiện trong giới linh dị e là lại có hành động lớn gì nữa, mọi người hãy đợi xem. Chỉ là một người già lỗi thời thôi mà, thảo luận hắn làm gì chứ? Có người phát biểu. Vừa mới dứt lời, lập tức có người trên mạng đã chửi, thứ vô tri, người mới trở thành người ngự quỷ được bao lâu, làm sao biết được trọng lượng của quỷ nhãn Dương Giang ở tổng bộ, bây giờ trong giới linh dị đâu đâu cũng là sự việc linh dị, trật tự bị đảo lộn hết có biết bao nhiêu người đang đợi Dương Giang bước ra để duy trì đại cuộc. Nếu ai không biết Dương Giang là ai thì tự lên mạng ra, ta cũng không rảnh mà nói nhiều với các ngươi. Quả nhiên trong giới linh dị chỉ có người già mới biết được sự đáng sợ của Dương Giang, chỉ mới nửa năm trôi qua thôi mà đã khiến cho mọi người đã quên mất Dương Giang. Cũng có người cảm khái, đồng thời cũng để lộ thân phận tiền bối của mình. Với những bàn luận không ngừng, đã khiến cho rất nhiều người mới trong giới linh dị đã hiếu kỳ với sự tồn tại của Dương Giang và cũng đang bắt đầu không ngừng mà tìm kiếm thông tin. Các tin tức quan trọng trên mạng linh dị sẽ không có, có những việc lớn và các thông tin cơ bản thì sẽ được tiết lộ, muốn thật sự tìm kiếm thì cũng không phải là khó. Lúc này Dương Giang đã đi tới một thị trấn nhỏ. Thị trấn này không phải lớn, nhưng lại tràn đầy sự sống, nhưng vào buổi sáng khi hắn bước chân vào đây lại không thấy ai cả quỷ nhãn của hắn quét một vòng khắp thị trấn, thì phát hiện người dân ở đây đều dọn đi cả, cũng không biết đã dọn đi đâu, nhưng hắn cảm nhận được không khí của linh dị. Bởi vì trong cánh đồng gần thị trấn nhỏ hắn đã nhìn thấy mười mấy cái xác chết kỳ lạ. Các xác chết này không bị thối rửa, cũng không di động, nhìn giống như là người gỗ đang đứng đó bất động, cả người đều tỏa ra không khí âm u lạnh lẽo. Chỉ là ngoại trừ những cái xác chết này ra thì Dương gian không còn phát hiện dấu vết của ác quỷ nữa. Hắn đoán trước đó không lâu thì trong thị trấn này đã xảy ra sự việc linh dị và cũng chết không ít người, cho nên với sự hoảng sợ như vậy tất cả mọi người đều đã chạy thoát khỏi chỗ này, nhưng trong quá trình chạy trốn, quỷ cũng đã trà trộn vào trong đám người đó mà rời khỏi, cho nên mới để lại cả một thị trấn trống vắng như vậy. Tiếc là người bình thường không biết sự thật, chỉ có thể đưa ra những quyết định sai lầm và một khi tin tức thị trấn này có quỷ được truyền ra ngoài thì không còn ai dám đến đây, cho dù thị trấn này rất an toàn. Sau khi Dương Giang dùng quỷ hỏa thiêu cháy mười mấy cái xác chết này, hắn bước vào con đường ở giữa thị trấn và đã làm một bản thông báo. Nội dung bản thông báo rất đơn giản, Dương Giang người phụ trách thành phố Đại Sương đã xác nhận thị trấn này an toàn, không có sự việc linh dị. Phía sau ghi thêm thời gian và ngày tháng. Nếu thế thì khi có người tới đây nhìn thấy bản thông báo và cũng không bị hù tới bỏ chạy. Chỉ cần có người dám vào ở trong thị trấn này, thì theo thời gian trôi qua thị trấn này sẽ từ từ mà hồi phục lại sinh khí đương nhiên trước mắt là sự việc linh dị phải được khống chế chứ không cho dù hắn có xác nhận thị trấn này an toàn thì sau này cũng có thể xảy ra sự việc linh dị sau khi đã làm xong việc đơn giản này dương giang đã tiếp tục đi trải nghiệm hắn đi tới một cái thôn gần đó để xem xét kết quả lại phát hiện các người dân sinh sống ở đây rất bình thường không có bị sự việc linh dị ảnh hưởng Thậm chí ở trước thôn còn có không ít người lớn tuổi đang tụ lại với nhau để bàn về những chuyện xảy ra gần đây. Sau đó lại thêm mắm thêm muối nói về trước kia bản thân mình cũng từng gặp qua những chuyện kỳ lạ. Những nơi hẻo lánh này do tiếp xúc và giao tiếp với bên ngoài tương đối ít, lại an toàn hơn, và người dân sinh sống tại đây cũng không ít, mật độ nhân khẩu cũng thấp, cho nên tỷ lệ gặp phải chuyện linh dị cũng rất thấp. Dương Giang đưa kết luận thông qua một số cách nhìn của mình. Nếu như chỗ này không có sự việc linh dị vậy thì hắn cũng không nên ở lại đây quá lâu, thế là hắn đã rời khỏi đây, đi tới một thành phố khác. Do sử dụng quỷ vực nên tốc độ của hắn đi rất nhanh. Một lúc sau, Dương Giang đã đi tới một thành phố khác. Đây là một thành phố rất lớn, cho dù đến ngày hôm nay sự việc linh dị xảy ra rất nhiều, thì trong thành phố vẫn có rất nhiều người dân sinh sống, ngoài ra cũng có những nơi bị phong tỏa. Với tình hình này đã khiến hắn rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ những người dân sinh sống tại đây lại không sợ quỷ? Hình như nơi linh dị phong tỏa và nơi người dân sinh sống đã hình thành một ranh giới vô hình, cả hai không quấy nhiễu nhau, có một sự hòa hài khó hiểu. Thành phố này chắc là có người ngự quỷ, hoặc là có người phụ trách, cho nên sự việc linh dị mới được khống chế, nỗi hoảng sợ cũng không bị lan ra. Trong lòng của Dương Giang suy đoán, sau đó hắn tìm kiếm thông tin của thành phố này. Thành phố này có tên là thành phố Đại Trường bởi vì thành phố là một đường thẳng tổng bộ luôn phái người phụ trách tới quản lý thành phố này cho dù bây giờ đang là thời kỳ khó khăn nhưng đây vẫn có người phụ trách nhưng người phụ trách ở thành phố đại trường này cũng thay đổi mấy lần người phụ trách đời thứ nhất tên là trung sơn cái tên này dương giang có chút ấn tượng lúc trước cùng với người tên quách phàm cùng nhau giành chức đội trưởng sau đó quách phàm chết đi sau cuộc tranh giành chức vụ đội trưởng thất bại thì cũng không còn tung tích dương giang lúc đó đang đối phó với hội thân hữu giải quyết lời nguyền của hộp bát âm nên cũng không có quan tâm sự biến mất của Trung Sơn. Bây giờ hắn mới biết được, sau khi cuộc tranh giành chức đội trưởng thất bại thì Trung Sơn đã trở thành người phụ trách của thành phố Đại Trường và sống được một khoảng thời gian rất dài, nhưng cuối cùng trong lúc đối kháng với tổ chức quốc vương, đã không thể chống lại được nên đã ác quỷ thức tỉnh mà chết đi. Nhưng trước khi chết hắn đã có chuẩn bị trước, nên mới không có xảy ra sự việc linh dị. Sau đó người phụ trách đời thứ hai đã thành phố Đại Trường, Người phụ trách đó tên là Vu Thành Chí. Sau khi Vu Thành Chí tiếp quản việc của Trung Sơn thì đã làm người phụ trách hơn nửa năm và cho đến bây giờ. Nhưng mà do năng lực của Vu Thành Chí có hạn và cũng không phải là người ngự quỷ xuất sắc, cho nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng mà duy trì sự ổn định cho thành phố đại trường, đối với trong thành phố có xảy ra những sự việc linh dị đặc biệt nguy hiểm thì hắn cũng không có năng lực đi xử lý, chỉ có thể chọn lựa phong tỏa khu vực. Do nhiều lý do khác, nên mới hình thành tình hình đặc biệt cho thành phố đại trường. Nếu như sự việc linh dị không có chết người, không có lan rộng, vậy thì trên thực tế đây cũng là phương pháp tương đối an toàn, phu thành chí không có làm sai, năng lực của hắn chỉ có thể quản lý cả thành phố này, nhưng trong thành phố thì có đến năm khu vực lớn nhỏ bị phong tỏa, đây rõ ràng là không được bình thường. Xem ra hắn cũng sắp tới cực hạn rồi. Dương Giang vừa suy nghĩ vừa đi tới khu vực có linh dị gần nhất, mỗi lần hắn đi tới nơi nào đều sẽ quan sát sự thay đổi tại đó và cũng tiện tay xử lý sự việc linh dị tại đó để giảm bớt nguy hiểm cho người dân gần đó. Càng tới gần khu vực bị phong tỏa thì người đi đường lại càng ít đi. Cho đến khi Dương Giang nhìn thấy dây phong tỏa và gần dây phong tỏa đó có bảo vệ tuần tra 24 tiếng để cản lại những người hiếu kỳ và với những người lai lịch bất minh đột nhập vào khu vực phong tỏa. Tuy hiệu quả như vậy không phải là rất lớn, nhưng ít ra cho ta biết được thành phố này là có người quản lý, không giống với thành phố Đại Sơn trước đó không ai quản lý. Dương Giang không quan tâm đến dây cảnh giác gần bảo vệ, hắn đi trong quỹ vực để tránh camera và đã dễ dàng vào trong khu vực phong tỏa. Linh dị ăn mòn khu này rất nghiêm trọng. Các tòa nhà này rõ ràng xây dựng lên chưa được mấy năm mà giờ đã cũ kỹ, ngay cả con đường cũng toàn là vết nứt và các con đường gần đó cũng mọc đầy cỏ dại, trên tường cũng đầy rêu bước vào khu vực này cũng giống như đang bước vào một thành phố chết vậy. Bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, xem ra quỷ quanh quẩn ở đây không hề đơn giản, và sự việc linh dị này cũng đã vượt quá phạm vi xử lý của người phụ trách thành phố đại trường, nhưng mà quỷ lại không có rời khỏi khu vực này, xem ra đây không phải là loài quỷ thích đi lang thang. Dương Giang rất nhanh thì đã ngừng lại tại vị trí chính giữa khu vực. Trên đường đi hắn chưa từng gặp quỷ, và cũng không có bị ác quỷ tấn công nhưng đây cũng rất bình thường, nếu không có kích hoạt quy luật giết người của ác quỷ, vậy thì tỷ lệ bị quỷ nhắm trúng ở nơi đây thì sẽ tương đối thấp. Dương Giang không có dùng quỷ nhãn để tìm kiếm, và cũng không có dùng đến linh dị của quỷ cầu nguyện, mà bình tĩnh lấy một cây nến quỷ màu trắng sau đó đốt cháy để bên đường. Cây nến màu trắng cháy lên, có thể dụ tất cả quỷ gần đó tới đây, Dương Giang chỉ cần đợi một chút là được. Rất nhanh. Xung quanh đã có động tĩnh có một âm thanh rất lớn đã vang lên, có thứ gì đó từ trên tòa nhà gần đó rất xuống. Đến rồi sao? Dương Giang tìm kiếm theo âm thanh đó, nhìn thấy dưới đất có một cái xác đang nằm đó, cái xác rơi từ trên cao xuống lại không bị gì cả, mà đang vặn cái đầu, đôi mắt chết chóc đang nhìn chầm hắn. Sau đó cái xác đó từ từ bò qua bên đây. Mới bắt đầu tốc độ rất chậm, nhưng tiếp theo tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, còn nhanh hơn cả tốc độ của người bình thường đang chạy. Ừ. Nhưng sau đó Dương Giang lại phát hiện ra gì, hắn ngước nhìn lên, sau đó đã lùi xuống vài bước. Bùng! Lại một âm thanh vang lên. Cái xác thứ hai đã từ trên cao rớt xuống, xém chút thì đã đè lên người của Dương Giang. Sau khi cái xác rớt xuống cũng không bị gì, mà lại vặn vẹo cơ thể, nhanh chóng tỉnh lại. Thì ra là vậy, trong sự việc linh dị này tồn tại đến hai con quỷ, không, không đúng, hai cái xác này có thể là chung một con quỷ, chỉ là sức mạnh linh dị của quỷ lại được ký gửi trên hai cái xác mà thôi. Dương Giang nhìn qua hai bên thì lập tức hiểu ra. Chả trách sự việc linh dị này lại không có cách giải quyết. Nếu một người ngự quỷ bước vào đây thì sẽ nghĩ rằng chỉ phải đối phó với một con quỷ, nhưng khi thành công bắt nhốt được một cái xác thì lại không ngờ sẽ bị một cái xác khác tấn công. Một khi không cẩn thận thì thật sự sẽ chết trong đây. Nhưng rất tiếc, hai cái xác này phải đối mặt với Dương Giang. Đối với cái xác trước ngay bên cạnh mình, Dương Giang đã đưa chân lên đá cho bay đi. Vừa mới tỉnh lại, cái xác kỳ lạ đang chuẩn bị giết người thì đã bị Dương Giang đá một cái đã bay ra xa mấy mét, sau đó đã nằm im bất động trên mặt đất, đã triệt để chìm trong tỉnh mịch. Một cái xác khác đã nhanh chóng bò qua đây và chuẩn bị tấn công Dương Giang, đồng thời cũng bị Dương Giang đạp ở dưới đất, sau đó cơ thể đã rùng mình một cái và cũng bất động. Dương Giang đã rất dễ dàng mà giải quyết hai con ác quỷ đó, không một chút khó khăn nhớ lại lúc trước khi dương gian đối phó với ác quỷ đều rất cẩn thận thận trọng bây giờ đã trưởng thành tới mức này quỷ nhìn thấy hắn cũng phải quay đầu bỏ chạy cho dù dương gian có đứng bất động mặt cho ác quỷ tấn công thì quỷ không những không giết được dương gian mà ngược lại sẽ gặp phải linh dị phản tấn công của dương gian trực tiếp chìm trong giấc ngủ sâu nếu như không phải do ta quá bận rộn năng lực của một người có hạn chứ không thì với thực lực hiện tại của ta thì thật sự có thể kết thúc thời kỳ linh dị này Dương Giang suy nghĩ. Tiếc là đây cũng chỉ là suy nghĩ. Cho dù hắn có làm việc không ngừng trong 24 tiếng thì cũng không thể nào hết việc được. Và khi làm việc quá sức sẽ chết nhanh hơn. Dương Giang quăng hai cái xác này vào trong huyết hồ, sự việc linh dị trong khu vực phong tỏa này xem như đã được giải quyết, hắn không có ngừng lại mà đã đi tới khu vực bị phong tỏa tiếp theo. Mười phút sau Dương Giang đã từ khu vực bị phong tỏa thứ hai bước ra và chuẩn bị đi tới khu vực phong tỏa thứ ba lại 10 phút trôi qua. Lúc Dương Giang từ trong khu vực phong tỏa thứ ba này bước ra, thì trước mắt đã bị một người cản đường lại. Ta còn tưởng tin tức của tổng bộ là giả, chỉ là muốn an ủi lòng người, nhưng không ngờ Dương Giang thật sự đã quay trở lại. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng sắc mặt khô khan, thân hình ốm yếu, nhìn giống khúc gỗ vậy đã lên tiếng nói. Hắn là Vu Thành Chí, người phụ trách thành phố Đại Trường. Ở thời kỳ này, Vô Thành Chí cũng được xem là lão tiền bối trong giới linh dị, nhưng ở trước mặt của Dương Giang thì hắn chỉ được xem là người mới, và hắn cũng từng trải qua sự thay đổi của tổng bộ, hiểu rõ sâu sắc muôn sinh tồn ở thời đại này là không hề dễ dàng và cũng do thế nên mới có được sự so sánh. Hắn mới càng hiểu rõ sự tồn tại của Dương Giang rất là quan trọng. Cho nên vào lúc này khi Vô Thành Chí lần nữa nhìn thấy Dương Giang xuất hiện trong lòng của hắn rất là vui mừng. Ngươi quả là không tệ. Với năng lực có hạn này mà đã quản lý thành phố rất tốt, cho dù là có sự việc linh dị xảy ra, cũng không có ảnh hưởng sự an toàn của đa số người." Dương Giang nói. Gương mặt khó coi của Vu Thành Chí đã nở ra một nụ cười, Dương đội nói thế thì quá khách sáo rồi, ta không đủ năng lực nên không có cách nào làm tốt hơn, cho nên khi quản lý thành phố này cũng lực bất tòng tâm, trong thành phố có rất nhiều nơi bị ác quỷ chiếm đóng cũng không thể xử lý, lâu lâu cũng có người dân vô tội chết trong sự việc linh dị. Ta không được xem là người phụ trách đạt tiêu chuẩn, cũng may hôm nay Dương đội đã xuất hiện, đã giải quyết mấy việc linh dị khiến cho người ta phải đau đầu. Dương Giang nói, ta đã tỉnh mịch hết nửa năm, bây giờ đang đi trải nghiệm khắp cả nước, ta muốn xem thử dưới cái thời đại linh dị này thì tình hình trong nước đã trở nên như thế nào, hôm nay chỉ là vô tình đi qua đây, nên đã tiện tay giải quyết sự việc linh dị ở thành phố này mà thôi. Thì ra là vậy, trên đường đi Dương đội có thu hoạch gì không? Vu Thành Chí hỏi vẫn chưa hẳn gọi là thu hoạch, chỉ là linh dị uy hiếp đến người bình thường quá lớn, cho dù là một sự việc linh dị bình thường, cũng có thể tạo thành vô số thương vong, hoặc là phải rời xa quê nhà, sinh sống ở một thời kỳ như vậy, thật là tuyệt vọng, nếu như thời linh dị vẫn duy trì như thế, thì không bao lâu nữa, cả thế giới sẽ tan nát. Giọng nói của Dương Giang rất nghiêm túc, cho nên ta vừa đi trải nghiệm đồng thời cũng đang tìm kiếm một phương pháp nào đó có thể thay đổi thời đại này. Vô Thành Chí nghe vậy, tức thời cảm thấy kính nể thời đại bây giờ bên tổng bộ còn có dương đội đúng là một việc hạnh phúc mà thật ra thì ta cũng luôn suy nghĩ về tương lai chỉ là càng suy nghĩ thì càng thấy tuyệt vọng ví dụ như thành phố đại trường vậy bây giờ ta còn sống thì tạm thời có thể ổn định một hai lỡ ta chết đi thì chỉ sợ ngay cả một người kế vị cũng không có đến lúc đó thì thành phố này sẽ trở nên như thế nào từ đó cho thấy một thành phố đại trường còn như thế thì các thành phố khác trong nước sẽ như thế nào mà có rất nhiều thành phố ngay cả người phụ trách còn không có, không phải do tổng bộ không muốn quản, mà là thật sự không có người để điều động, lúc trước ta còn hay trách đội trưởng của tổng bộ không quản việc. Cũng có nhiều đội trưởng cũng rút lui, bây giờ thì ta mới hiểu, đội trưởng cũng có việc của đội trưởng cần làm, họ đa số là suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải đơn giản là chỉ quản lý một thành phố không. Dương Giang nói, với dòng chảy của thời kỳ này thì không có ai có thể thoát khỏi bao gồm tất cả đội trưởng trong tổng bộ cho dù là có người không muốn làm nhưng đến lúc bất đắc dĩ thì cũng phải làm một chút gì đó chỉ tiếc là trước đó giao đấu với tổ chức quốc vương đã chết rất nhiều đội trưởng chứ không thì tình hình cũng không thành ra thế này đúng vậy lần đó đã khiến cho tổng bộ tổn thất nặng nề đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại vô thành chí cũng bắt đầu cảm khái ta cũng không biết bản thân mình có thể sống được bao lâu, hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy được dương đội tìm được cách đối kháng thời kỳ linh dị này. Đừng có nói lời tuyệt vọng như vậy, vẫn còn hy vọng mà. Dương Giang bình tĩnh nói, và ta tin rằng ngươi không chết sớm như vậy. Nói xong, dưới chân hắn có vũng máu nổi lên, sau đó có một bàn tay trắng bệt đưa lên, trong bàn tay đó có một bao đồ được giấy màu vàng gói lại, nhìn giống như một gói thuốc bắc. Đây là gói thuốc bắc cuối cùng, sau khi uống có thể kéo dài ác quỷ thức tỉnh, lúc trước đội trưởng Lưu Kỳ cũng từng dùng qua nó, nhưng tiếc là cuối cùng cũng phải chết. Dương Giang lấy gói thuốc nên sau đó đưa cho Vu Thành Chí. Thứ này ta không dùng đến, nên tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ sống lâu hơn chút, không chết sớm vậy. Dương Giang cảm thấy Vu Thành Chí là một người phụ trách rất có trách nhiệm, đáng được giúp hắn một lần. Vu Thành Chí theo phản xạ mà nhận lấy, có chút kỳ lạ, đồ vật linh dị quan trọng như thế, không nên lãng phí trên người của ta, những người ngự quỷ có năng lực càng cần đến nó. Những người khác không có cơ hội dùng, ngươi cầm lấy đi, dù gì đây cũng không phải là thứ đặc biệt quý báu gì." Dương Giang lắc nhẹ đầu. Gói thuốc bắt này vốn là để lại cho đồng đội của mình sử dụng. Nhưng mà hắn ở trên đường quỷ là giật được bảy cái quan tài màu đỏ, đồng đội của mình thật sự là không chống cự được nên nên có thể nằm trong quan tài, ngoài ra còn có quỷ gương có thể sống lại lần nữa. So ra thì sự sinh tồn của những người phụ trách khác của tổng bộ càng tệ hơn, cần được giúp đỡ hơn. Và một bao thuốc bắc cuối cùng cứ ở trong tay mình thì sẽ không thể phát huy tác dụng, thôi thì tặng đi sớm hơn, thì mới có thể phát huy giá trị cuối cùng được. Nếu như Dương đội đã nói thế, vậy thì ta không khách sáo mà nhận lấy. Vô thành chí không từ chối nữa, hiện giờ hắn đích thực đang cần thứ này, dù gì có thể sống tiếp nữa thì có ai lại không muốn chứ. Dương Giang nói, ta nên tiếp tục xuất phát, còn có rất nhiều việc đang đợi ta đi làm. Vậy thì chúc Dương đội chuyến đi lần này thuận lợi. Vu Thành Chí tiễn Dương Giang rời khỏi. Nếu như nói thời đại này mà còn tồn tại hy vọng, thì đó chắc chắn là Dương Giang, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không có cách gì để chấm dứt thời đại này thì có lẽ sau này đúng là tiêu rồi. Trước khu Dương Giang còn chưa thành công, thì ta nhất định phải chống đến cùng, tuy là không giúp ích gì nhiều, nhưng ít ra với năng lực cho phép thì vẫn có thể quản lý tốt thành phố đại trường này, sau này có chết đi, thì ít ra cũng đã ra một chút sức lực. Vô Thành Chí cầm gói thuốc bắc trong tay và suy nghĩ trong lòng. Dương Giang đã ở lại thành phố đại trường một lúc, sau khi hắn giải quyết xong sự việc linh dị cuối cùng thì mới rời khỏi. Sau chuyến đi này hắn đã hiểu rõ, trong một thời đại đang dần mất đi hy vọng, vẫn còn có người đang cố gắng chống đỡ, cống hiến một phần sức lực của mình, cản lại con sóng của thời đại linh dị này. Với suy nghĩ này, Dương Giang lại đến một thành phố khác. Một thành phố rất là quen thuộc, thành phố Đại Hán. Quen thuộc là do bưu cục quỷ đang ở thành phố Đại Hán, và người phụ trách thành phố Đại Hán là Tôn Thụy, hiện vẫn đang sống trong bưu cục quỷ. Nhưng mà bưu cục quỷ đã ngưng hoạt động, Lúc trước khi Dương Giang đưa xong lá thứ cuối cùng thì bưu cục quỷ đã đổi tên thành chung cư địa ngục. Khi tới thành phố Đại Hán, Dương Giang không có đi tới bưu cục quỷ trước, mà đã đi một vòng quanh thành phố. Hắn phát hiện thành phố này không có xảy ra sự việc linh dị, nhưng trong thành phố lại có vẻ rất hiu quạng, một chút sinh khí cũng không có, nhìn giống như từng bị ác quỷ tấn công vậy. Cảnh tượng như vậy rất là kỳ lạ. Theo lý mà nói thì một thành phố không có xảy ra sự việc linh dị thì sẽ có rất nhiều người sinh sống mới đúng, thậm chí sẽ phồn vinh hơn lúc trước, nhưng hiện thực và lý thuyết nó lại ngược nhau, dương gian có chút hiếu kỳ, hắn quyết định đi tới bưu cục quỷ xem sao, có lẽ Tôn Thụy ít nhiều thì cũng sẽ biết được chuyện gì. Dù gì hắn vẫn ở trong bưu cục quỷ, tầm nhìn không có rời xa thành phố Đại Hán. Rất nhanh Dương Giang đã đi tới một tòa nhà phong tỏa bị bỏ hoang. Vào lúc hắn mở quỷ nhãn ra, thì với sự xâm nhập của quỷ vực, thì tòa nhà trước mặt đã biến mất, một tòa nhà năm tầng kỳ lạ đã hiện ra trước mắt. Tòa nhà của thời dân quốc đã hiện ra trước mắt với cái bản hiệu chấp nhoáng, trên đó ghi bốn chữ, chung cư địa ngục sau khi dương gian giá ngự xe bít quỷ thì có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và linh dị hắn chỉ cần đi về phía trước vài bước thì đã đứng ngay trước mặt tòa nhà của dân quốc cũng giống như xưa không có thay đổi không không đúng có chút thay đổi sau đó ánh mắt của hắn ngưng tụ lại thông qua cửa lớn hắn đã nhìn thấy bên trong tòa nhà lại tập hợp không ít người những người này đều rất lạ mặt và không giống người ngự quỷ nhìn giống người bình thường hơn khi Dương Giang vừa đẩy cửa ra, đại sảnh lầu một lúc này lập tức không ít ánh mắt nhìn qua hắn. Lại một người xui xẻo bước vào đây sao, xem ra đám người trước đó chắc cũng chết gần hết, chứ không thì cũng không chiêu mộ người mới nhanh vậy. Có người nói, chỗ này đúng là một giây cũng không muốn ở, cưỡng ép người bước vào sự việc linh dị để cầu sự sống, rốt cuộc là ai thất đức vậy đã tạo ra một nơi như thế. Cũng có người oán trách. Này, người mới, ngươi tên là gì? cũng có người nhìn Dương Giang mà gọi. Dương Giang nhìn thấy cảnh này đã nhíu mày, chỉ cần nhìn sơ qua thì đại khái đã hiểu rõ, rốt cuộc bưu cục quỷ này đã xảy ra chuyện gì. Công Thụy muốn thiết lập quy tắc mới, chuẩn bị lần nữa vận hành chung cư địa ngục này sao? Đám người bình thường này ở đây là chứng cứ tốt nhất. Dương Giang bất giác nhớ lại trước đây Tôn Thụy đã quyết tâm bước vào đây, lúc đó cho dù có mất mạng thì cũng phải đóng cửa bưu cục quỷ, các đứt sự tồn tại của tính sử. Không ngờ mới nửa năm ngắn ngủi trôi qua, công Thụy lại quay trở về con đường cũ. Có chút trớ trêu, nhưng Dương Giang lại cảm thấy bất lực nhiều hơn. Bởi vì thời đại này đang thiếu người trầm trọng, thiếu đi người ngự quỷ. Không có người ngự quỷ đối kháng với linh dị, tương lai không còn hy vọng gì nữa, Công Thụy khởi động lại bưu cục quỷ chắc cũng là muốn đào tạo ra một lớp người ngự quỷ. Ê, người mới, ta đang nói chuyện với ngươi. Có một người đàn ông nhíu mày bước qua cảng đường của Dương Giang. Trương Kim Hồng là người may mắn thoát chết trong hai sự việc linh dị, ở đây cũng được xem là tiền bối, người mới này bị nhắm trúng, thật không may mà. Trương Kim Hồng này có thể sống sót trong hai sự việc linh dị là do trong đội của hắn không bao giờ thiếu người mới làm bia đỡ đạn, nếu như không có người mới đi mạo hiểm thăm dò quy luật giết người của ác quỷ thì hắn sớm đã chết rồi, lần này chắc cũng là muốn kéo người mới này phải trong đội để làm bia đỡ đạn có người nói nhỏ thảo luận với nhau. Việc quá rõ ràng rồi, nhưng hắn có thể sống sót cũng không phải toàn bộ dựa vào người mới, bản thân hắn cũng có chút bản lĩnh, có được một số thủ đoạn đối phó với linh dị. Dương Giang bị cản đường tức thời phải dừng bước, một con quỷ nhãn mở ra, và đang chuyển động, sau đó rất kỳ lạ mà nhìn hắn, người đang nói chuyện với ta sao? Trương Kim Hồng nhìn thấy quỷ nhãn trên trán của Dương Giang sắc mặt lập tức đơ ra, người ngự quỷ sao? những người khác cũng trợn to mắt lộ ra sắc mặt không thể nào ngờ được. Đùa gì thế, chỗ quỷ quái này lại lôi cả người ngự quỷ vào đây sao? Còn tưởng cừu vào miệng cọp, không ngờ lại là cọp vào đám cừu, nếu một người ngự quỷ tham gia nhiệm vụ sinh tồn, thì sẽ càng dễ dàng hoàn thành rồi. Lần này Trương Kim Hồng xui xẻo rồi, người ngự quỷ này chắc không giận đến nỗi đánh chết hắn chứ. Lúc này, sắc mặt của Trương Kim Hồng trắng bệch, cả người cứng đờ và toát mồ hôi, làm gì dám giữ dằn như lúc nãy chứ quỷ nhãn của dương gian chuyển động không quan tâm đến hắn và la lên một tiếng tôn thụy ra đây gặp một chút tôn thụy tôn thụy là ai ai tên tôn thụy trong đại sảnh lầu một của bưu cục quỷ không ít người nhìn qua nhìn lại cùng nhau thảo luận muốn biết người tên tôn thụy là ai kết quả là xoay một vòng mới phát hiện ở đây không ai tên tôn thụy cả thế là có người đoán tôn thụy đó có thể đã chết trong sự việc linh dị bây giờ dương gian đã tới trễ rồi cũng có người cảm thấy kỳ lạ bởi vì người trước mặt này nhìn không giống bị sức mạnh linh dị kéo vào đây hắn hình như đến đây để kiếm người chỉ là kiếm nhầm chỗ ở đây không có người tên tôn thụy và vào lúc này bức tường trong sảnh lầu một lại đột nhiên xuất hiện một cánh cửa sau đó có một người chống gậy đi khập khiễng từ phía sau cánh cửa đó bước ra và cánh cửa phía sau đang ẩn nút một không gian khác, trong đó có sofa, tủ rượu, quầy bar và các tiện nghi sinh hoạt khác, ngoài ra còn có một cái mộ rất lớn. Cảnh này vừa xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người trong sảnh lầu một cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì họ đã khám phá chỗ này rất nhiều lần, có thể khẳng định 100% lầu một ngoài trừ đại sảnh ra thì không còn chỗ nào khác, nhưng không ngờ là chỉ cách nhau một bức tường mà lại ẩn nút một vùng trời khác. Dương đội, lâu quá không gặp, trước đó ta còn đang suy nghĩ không biết dương đội khi nào sẽ tới chỗ ta ngồi chơi, không ngờ đã đến nhanh như vậy, nhưng mà chỗ này nói chuyện không tiện, có thể vô trong ngồi rồi nói không? Cương mặt của Tôn Thụy lộ ra nụ cười sau đó hắn mời Dương Giang vào trong phòng phía sau hắn. Được. Dương Giang không có từ chối, hắn bước vào trong. Rất nhanh, hai người đã rời khỏi đại sảnh lầu một biến mất trước mặt mọi người. Và sau khi hai người biến mất, cánh cửa cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một bức tường trống trơn thì ra chỗ này lại có nhiều bí mật mà chúng ta không biết trong đại sảnh lầu một lại còn ẩn núp một chỗ như vậy thật không thể nào ngờ được mà tôn thụy đó là ai hắn hình như ở đây lâu rồi có lẽ hắn là người hiểu về chung cư địa ngục này hơn ai hết nếu chúng ta kiếm được hắn thì nói không chừng sẽ hỏi được một số tin tức gì đừng ngây thơ không quan tâm là tôn thụy hay là người mới vào đây được xưng là dương đội đó cũng đều rất là nguy hiểm họ nhất định cũng là người ngự quỷ không hề bình thường, chúng ta mà đắc tội với họ thì chết cũng không biết sao chết nữa. Trong đại sảnh bắt đầu có người thảo luận, chỉ là họ không phải là người trong giới linh dị, không có thông tin tình báo nào tương ứng, vĩnh viễn cũng không có cách nào biết được bí mật trong bưu cục quỷ. Lúc này, Dương Giang và Tôn Thụy đã bước tới một cái sảnh khác. Đây cũng là lầu một trong bưu cục quỷ, và cục diện và bên ngoài là giống y chang nhau, chỉ là cách bố trí có chút khác. Dương đội, mời ngồi. Tôn Thụy cười ra hiệu. Ngươi khởi động lại bưu cục quỷ sao? Dương Giang còn chưa ngồi xuống thì đã mở miệng hỏi. Lúc này Tôn Thụy cầm một lon Coca từ từ bước qua, hắn bỏ lon nước xuống trước mặt Dương Giang, sau đó nói, "Dương đội, thời đại này đang cần người, cần rất nhiều người, ta đã thiết lập lại quy định trò chơi, hy vọng có thể đào tạo ra một lớp người ngự quỷ thuộc bưu cục quỷ, nếu như thành công, ta sẽ ép buộc họ đi giải quyết sự việc linh dị." Đến lúc đó có thể thời đại này sẽ được thay đổi. Lúc nãy ở bên ngoài ta đã nhìn thấy rồi, ngươi cưỡng ép người vô đây có chút nhiều, xem ra ngươi đang muốn dùng số lượng để giành chiến thắng, chả trách bên ngoài thành phố Đại Hán lại không xảy ra sự linh dị, và kết quả là cũng không có người sinh sống, thì ra là do ngươi. Dù gì ở một nơi mà có số lượng người bị mất tích quá nhiều sẽ gây nên sự hoảng loạn không nhỏ. Dương Giang cũng không có khách sáo, cầm lon coca lên uống. Không, ta không có để họ với thân phận là người mới mà tham gia sự việc linh dị mỗi một người mới vào đây đều phải chấp nhận đào tạo một khoảng thời gian và các bức hình chân dung của các tín sử lầu năm là người hướng dẫn tốt nhất công thụy nghiêm túc ngoài ra đây khác với bưu cục quỷ là ta định sửa nơi này thành căn cứ đào tạo tính sứ đời trước truyền lại kinh nghiệm thêm ta ép buộc họ tham gia sự việc linh dị tìm kiếm sự sống kinh nghiệm và thực hành đi đôi với nhau cộng thêm ưu tú thì thắng tệ sẽ bị loại Vậy thì một lớp người ngự quỷ ứng tuyển sẽ được hình thành Phương pháp này là do ta và các tính sử lầu năm cùng thảo luận mà ra Ta cảm thấy trước mắt phương pháp này là hoàn mỹ nhất Tuy là như thế sẽ chết một số người Nhưng mà sự hy sinh tạm thời này thì khó mà tránh được Cũng giống như chúng ta trước đây vậy Bây giờ phải tới phiên người của thời đại này hy sinh Không có hy sinh thì sẽ không có tương lai Dương đội, ta biết cách làm này của ta có chút máu lạnh, tàn nhẫn Nhưng so với sự tuyệt vọng của tương lai thì ta tin sự hy sinh của hôm nay là rất xứng đáng. Giọng nói của Tôn Thụy vô cùng kiên quyết, hắn tin rằng bản thân mình đang đi một con đường đúng đắn. Kế hoạch không tệ, biến bưu cục quỷ trở thành một căn cứ địa đào tạo người ngự quỷ và sẽ do năm bức chân dung của năm tính sử lầu năm làm giáo viên, đích thực là có thể tránh được những đường đi không cần thiết, nhưng người thì làm sao để họ trở thành người ngự quỷ chứ? Nên biết rằng giá ngự ác quỷ là không thể khống chế được. Dương Giang hỏi Công Thụy nói, từ những lần sống sót trong nhiệm vụ, từ những lần giao đấu với ác quỷ mà có được những trải nghiệm, họ sẽ nắm bắt mỗi một cơ hội phải ép bản thân mình chiếm lấy sức mạnh linh dị, và ta chỉ cần tạo ra cơ hội cho họ là được, nên biết rằng vào thời đại này, sự việc linh dị xuất hiện không ngừng. Các ác quỷ trong sự việc linh dị đều có thể bị giá ngự, chỉ là do hoảng sợ nên mới khiến cho rất nhiều người bỏ qua cơ hội trở thành người ngự quỷ mà thôi. Dương Giang nói, nếu không xảy ra chuyện ngoại ý muốn thì phương pháp của ngươi đích thực là có thể trong thời gian ngắn sẽ đào tạo ra một lớp người ngự quỷ như ngươi mong muốn, chỉ là so với thời đại này thì chút sức mạnh này thì không thấm vào đâu được. Bởi vì khi họ đã trở thành người ngự quỷ thì chắc chắn họ sẽ không cam tâm mà bị bưu cục quỷ khống chế, đến lúc đó bên trong sẽ xảy ra hao hụt. Ta bây giờ cũng không mong gì nhiều, ít ra ta cũng đã cố gắng hết sức." Ánh mắt của Tôn Thụy bình tĩnh nói. Cũng đúng nếu như ngươi cũng đã làm rồi, vậy thì ta cũng không cản ngươi, hy vọng sẽ được như ngươi mong muốn, so với tương lai thì sự hy sinh bây giờ là xứng đáng. Dương Giang không có cản trở kế hoạch của Tôn Thụy. Sau đó hắn lại nhìn qua ngôi mộ lớn ở bên cạnh. Vệ cảnh và phùng toàn vẫn ở trong đó sao? Đó giờ đều không có động tĩnh, ta nghĩ ngờ họ đã chết rồi. Tôn Thụy nói, như dương đội đây là người ngự quỷ cũng chỉ tỉnh mịch trong nửa năm, còn thời gian của họ chìm trong giấc ngủ còn dài hơn ngươi, cho nên ta đoán khả năng họ còn sống rất mong manh, nhưng mà cũng nuôi một tia hy vọng, cho nên ta vẫn chưa động vào ngôi mộ này. Chưa chắc là đã chết, có khi chỉ là chìm trong thăng bằng kỳ diệu nào đó, không chừng phải cần đến nhân tố bên ngoài để phá vỡ nó." Dương Giang nói. "Đào họ ra xem sao, nhưng lúc hôm nay ta ở đây." Ánh mắt của Tôn Thụy lộ ra sự kinh ngạc, nếu như họ còn sống thì sao? Nếu làm thế sẽ hại chết hai người họ. Hại chết thì hại chết vậy, nếu như họ đã không thể bỏ ra một sức lực gì cho thời đại này, đợi thêm mấy năm hay mười mấy năm sau tỉnh lại thì có ý nghĩa sao? Và thời gian cho hai người họ đã đủ nhiều rồi. Dương Giang đứng dậy, thái độ rất là kiên quyết. Cuối cùng Tôn Thụy cũng gật đầu, ta hiểu rồi. Thời đại này đang thiếu người, nếu không thì cũng không lựa chọn sẽ đào mộ. Nếu như ác quỷ thức tỉnh, ta sẽ giải quyết dưới chân của Dương Giang có tích tụ lại một vùng nước màu đỏ, sau đó cây thương dài quen thuộc đã từ trong vùng nước nổi lên. Dù gì cũng là quỷ sai, hãy cẩn thận chút. Công Thụy cũng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị đào mộ. Hắn không cần tự mình ra tay, chỉ cần khống chế ngôi mộ cổ này di chuyển nó ra là được. Tiếp theo mặt đất bắt đầu lõm xuống, xung quanh đang bắt đầu chuyển động. Ngôi mộ cổ lồi đã nhanh chóng bắt đầu sụp xuống, từng mảnh đất mộ đã biến mất trong tầm nhìn. Chỉ một lúc sau, ngôi mộ chỉ còn lại một đống đất. Và trong đống đất đó, hai cái xác đó đã từ từ hiện ra, nhưng hai cái xác đó đã bị đất bùng che hết cả gương mặt, nhưng từ quần áo và cách ăn mặc thì có thể nhìn ra, cái xác bên ngoài là phùng toàn, còn cái xác bên trong cùng là vệ cảnh biệt hiệu Quỷ Sai. Chỉ là bây giờ hai cái xác vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, như đang chìm trong giấc ngủ sâu vậy. Ngoài ra, cái xác bị chôn hơn nửa năm mà vẫn không có bất kỳ dấu hiệu thối rữa gì. Dương Giang lúc này bước qua, hắn đưa tay ra loại bỏ bùn đất chế lớp gương mặt của hai cái xác. Sao rồi, Dương đội? Công Thụy Hiếu Kỳ hỏi. Không có dấu hiệu của sự sống, nhưng mà cần quan sát thêm, có những người ngự quỷ dị loại là bản thân không có dấu hiệu của sự sống, cần phải đợi cái xác này tỉnh lại thì mới có thể phán đoán họ thật ra là người hay là quỷ. Dương Giang nói. Ngôi mộ của Kỳ lại lại có thể chôn ác quỷ, khiến cho ác quỷ chìm trong giấc ngủ, bây giờ ngôi mộ được đào ra cũng có nghĩa là phùng toàn và vệ cảnh đã không còn bị hạn chế. Lúc này hai người họ chỉ có hai kết quả, một là thành công tỉnh lại, hai là ác quỷ thức tỉnh. Dương Giang lúc này đứng sang một bên, đợi xem hai người họ có động tĩnh gì, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay, đặc biệt là vệ cảnh biệt hiệu là quỷ sai, sự uy hiếp rất lớn. Một khi có dấu hiệu thức tỉnh thì hắn sẽ không do dự mà dùng đinh quan tài đóng chết hắn, không cho hắn cơ hội làm bậy ông thụy đang nghe chuyện trên tv audio cv cũng đứng sang một bên hắn bây giờ rất hiếu kỳ mà chờ đợi hai người này rốt cuộc còn sống hay đã chết thời gian từ từ trôi qua xung quanh bắt đầu xuất hiện bất thường các đèn trong đại sảnh rõ ràng đang rất sáng lại đột nhiên vô cớ âm u hình như có một tầng bóng tối đang từ từ hình thành là linh dị của quỷ sai đang ảnh hưởng đến xung quanh ánh mắt của dương Giang chuyển động nhẹ lập tức đã hiểu đang xảy ra chuyện gì Hắn từng giao đấu với quỷ sai rất nhiều lần, đối với sức mạnh linh dị này cũng rất quen thuộc. Và sau khi vừa dứt lời, các ánh sáng gần đó lại tối hơn một chút, Dương Giang và Tôn Thụy dường như đang đứng trong bóng tối, chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Nếu cứ như thế, thì quỷ vực của quỷ sai sẽ được hình thành, đến lúc đó nếu ác quỷ của vệ cảnh thức tỉnh thì sẽ rất khó bắt nhốt. Tôn Thụy chống gậy, vô cùng bình tĩnh, hắn trong bưu cục quỷ là sẽ không bị chết và cũng không cần lo lắng an nguy của bản thân. Hắn chỉ lo lắng quỷ sai thức tỉnh sẽ khó đối phó, lỡ như nó trốn khỏi bưu cục quỷ vậy thì phiền phức rồi. Yên tâm, ta đang ở đây xem chừng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Quỷ nhãn của Dương Giang lúc này chuyển động. Bóng tối xung quanh đối với hắn không hề có ảnh hưởng gì. Tôn Thụy gật đầu chứ không nói thêm gì, dù gì trong thời đại này, nếu như ngay cả Dương Giang còn không thể đối phó được với quỷ sai, vậy thì sẽ không còn ai có thể đối phó được nữa. Và rất nhanh, lại có bất thường xảy ra. Trong bóng tối, một không khí âm u đã bao trùm mọi nơi, đó là một làn sương mù dày đặc trong bóng tối, và lớp sương mù này đến rất là nhanh, chỉ trong vòng vài giây thì đã phủ lấp cả đại sảnh. Nếu như không phải do Tôn Thụy đã cố tình cho phong tỏa từ sớm, thì có lẽ làn sương mù dày đặc này sẽ lan tỏa khắp cả bưu cục quỷ. Đây là linh dị của Phùng Toàn, quỷ sương, Xem ra không chỉ mình linh dị của vệ cảnh xuất hiện, mà phùng toàn xem ra cũng không an phận rồi, hãy cho họ thêm 3 phút, nếu như trong khoảng thời gian này mà không tỉnh lại thì ta sẽ xem họ như ác quỷ mà xử lý." Dương Giang nghiêm túc nói. Linh dị tràn ra, tình hình này không hề tốt. Nếu như với tình hình còn có ý thức của người sống thì thực tế là có thể khống chế sức mạnh linh dị của bản thân. Đương nhiên là vẫn còn một khả năng, đó là người ngự quỷ vẫn chưa quen với sức mạnh linh dị mới. Thời gian từ từ trôi qua. Lúc này cái xác của vệ cảnh đang nằm dưới đất đột nhiên rung lên, đây lập tức đã khiến cho Dương Giang để ý tới. Cái xác xuất hiện bất thường cũng có nghĩa là rất nhanh sẽ có kết quả. Mấy giây nữa lại trôi qua. Vệ cảnh không hề xuất hiện tình trạng ác quỷ thức tỉnh, mà ngược lại đột nhiên mở mắt ra tỉnh lại, chỉ là con ngươi của hắn màu đen, biểu cảm lạnh lùng, nhìn rất đáng sợ. Phút tiếp theo, vệ cảnh tỉnh dậy lập tức ngồi dậy, mặt của hắn không biểu cảm, nhìn giống như một khúc gỗ, dường như do chìm trong giấc ngủ quá lâu, nên hắn đang từ từ thích nghi lại với hoàn cảnh xung quanh. Tỉnh rồi sao? Vệ cảnh. Dương Giang hỏi nhưng vẫn đang cảnh giác. Cái cổ cứng đơ của vệ cảnh từ từ xoay qua, sau đó nhìn về hướng giọng nói, đôi mắt màu đen của hắn từ từ chuyển động nhẹ, miệng cũng từ từ phát ra giọng nói khàn, Dương Giang. Xem ra ý thức của người cũng được xem là bình thường, không có bị linh dị ăn mòn đến hoại não, lúc nãy ta còn tưởng ngươi ác quỷ thức tỉnh chứ, xém chút đã ra tay giải quyết ngươi, bây giờ ngươi vẫn còn ký ức của trước đây chứ? Có nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ đã xảy ra chuyện gì không? Dương Giang hỏi. Biểu cảm của vệ cảnh tê cứng, nhưng ý thức của hắn chỉ là đang chìm trong ký ức. Một lúc sau hắn mới từ từ mở miệng ra nói, ký ức của ta vẫn đang ngừng lại lúc đối phó với Trương Tiện quản, lúc đó ta bị trọng thương, xém chút chết đi và những chuyện tiếp theo thì ta không còn biết nữa không tệ lắm ký ức của ngươi không có vấn đề dương gian gật đầu nhẹ ngươi đã chìm trong giấc ngủ hơn nửa năm rồi trong khoảng thời gian này ngươi vẫn nằm trong ngôi mộ mới lúc nãy ta mới đào ngươi ra chìm trong giấc ngủ hơn nửa năm sao đã lâu quá vậy rồi sao vệ cảnh với gương mặt không biểu cảm đã lộ ra một chút ngờ vực công thủy lúc này bước qua nói không sai ngươi đích thực là đã chìm vào giấc ngủ hơn nửa năm khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tiếc là ngươi đã bỏ qua nhưng mà bây giờ tỉnh lại cũng chưa hẳn là muộn thời đại này đang cần ngươi vệ cảnh từ từ đứng dậy đồng thời cũng thu lại sức mạnh linh dị của bản thân bóng tối xung quanh cũng bắt đầu tan rã nhanh chóng chỉ có hai giây thì bóng tối đã triệt để biến mất ánh sáng cũng theo đó mà hồi phục lại nhưng mà ánh sáng tuy hồi phục lại nhưng xung quanh vẫn đang tràn ngập một làn sương mù vệ cảnh cũng cảm thấy sự tồn tại của quỷ sương hắn xoay qua nhìn nhìn thấy phùng toàn đang nằm kế mình vào lúc này phùng toàn cũng từ từ mở to mắt tỉnh lại hắn cũng không có chết mà chỉ là đã trải qua một giấc ngủ hơn nửa năm sức mạnh linh dị nào đó của bản thân đã trở nên mạnh hơn vệ cảnh dương gian biểu cảm của phùng toàn có chút mơ màng hắn cũng cần một chút thời gian để thích nghi với trạng thái mới đồng thời cũng do chìm vào trong giấc ngủ quá lâu ý thức của hắn cũng có chút lộn xộn dù gì cũng không phải mỗi một người ngự quỷ nào cũng giống dương gian ý thức có thể sinh sống trong thế giới của quỷ mộng thậm chí có thể rảnh rỗi mà đi thả chó chạy bộ xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa rồi các ngươi đều không có sao cũng sống lại cả không có chết dưới ác quỷ thức tỉnh dương gian quan sát trạng thái của hai người thông qua quan sát hắn có thể khẳng định trạng của hai người vệ cảnh và phùng toàn vẫn rất tốt không hề bị linh dị xâm nhập bản thân hình như trong nửa năm nay quỷ trong bản thân họ cũng đã ngừng lại nghỉ ngơi chút đi thích nghi mọi thứ trước tiếp theo các ngươi cần phải hiểu rõ nhiều chuyện tôn thụy nói sau hai tiếng nghỉ ngơi phùng toàn và vệ cảnh cũng đã hồi phục lại đồng thời thông qua dương giang và tôn thụy họ cũng đại khái hiểu được những gì đã xảy ra trong nửa năm nay nếu nói thế là lúc đánh nhau với tổ chức quốc vương chúng ta đã chết một mớ đội trưởng rồi sao sau đó do tổng bộ bị thiếu đội trưởng sự việc linh dị bị mất khống chế bây giờ đã không còn là thời đại của ác quỷ thức tỉnh nữa mà là triệt để bước vào thời linh dị sao sắc mặt của vệ cảnh đen thui sau khi nghe được tin này lại càng nặng nề đáng sợ hơn thật không ngờ lý quân chết rồi lâm bắc chết rồi lục chí văn chết rồi vương sát linh cũng chết rồi bây giờ ngay cả liễu tam cũng mất liên lạc phùng toàn nghe mà không thể nào tin được các đội trưởng mạnh như vậy mà sau khi mình vừa mới tỉnh lại thì đã nghe họ chết gần hết rồi." Dương Giang nói, "Bây giờ đội trưởng trong tổng bộ chỉ còn lại ta và Hà Nguyệt Liên giá ngự quỷ họa, còn có Hà Ngân Nhi, Lý Nhạc Bình tổng cộng 4 người, với số người vậy đã không thể duy trì an ninh, nếu như còn không nghĩ cách, tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu không phải thế thì ta cũng không nôn nóng mà đào các ngươi lên, dù gì làm như thế sẽ phải trả giá, lỡ như có vấn đề gì?" thì hai người các ngươi đều phải chết. Vệ cảnh lập tức nói, phải chăng trước khi ngươi và tổ chức quốc vương giao đấu là nên đào ta ra, vậy thì có thể sẽ có vài đội trưởng không phải chết. Lúc này hắn có chút tự trách. Nếu như bản thân mình có tham gia, có lẽ Lý Quân sẽ không phải chết, có lẽ sẽ có vài người còn sống. Dương Giang, bây giờ tình hình ác liệt như vậy thì thành phố Đại Sương như thế nào?" Phùng Toàn đột nhiên hỏi. Bởi vì người nhà bạn bè của hắn cũng ở thành phố Đại Sương. Dương Giang nói, tình hình cũng rất tệ, Huỳnh Tử Nhã, Vương Dũng, Lý Dương ba người họ đã không chống cự được ác quỷ thức tỉnh, cuối cùng không thể không phong tỏa bản thân, bây giờ thành phố Đại Sương chỉ còn có mình đồng thiến khổ sở chống cự, nhóc hùng đó thì không có sao, hắn đã trở thành dị loài, nên không có thức tỉnh nhanh vậy. Tình hình đích thực là rất tệ. Phùng Toàn tức thời run rẩy. Ngay cả Dương Giang chăm sóc tốt nhất cho thành phố Đại Sương mà còn trở nên như vậy, vậy thì tình hình ở những nơi khác suy nghĩ cũng biết là sẽ ra sao. Không có thời gian ngồi rảnh như vậy, ta phải rời khỏi đây." Vệ cảnh lập tức nói. "Ngươi muốn đi đâu?" Tôn Thụy hỏi. Vệ cảnh nói, "Ta về tổng bộ trước, sau đó bắt đầu công việc, nếu như thời đại này cần ta, thì ta sẽ không làm thời đại này thất vọng." Hắn không có tiếp tục ở lại Bưu cục Quỷ, rất quả quyết rời khỏi chỗ này. Công Thụy cũng không có cản trở. Vậy tiếp theo ta nên làm gì?" Phùng Toàn hỏi. "Trở về thành phố Đại Sương, giúp Đồng Thiến gánh vác áp lực, nếu như thế còn có thể quản lý thêm vài thành phố, bảo vệ thêm một số người bình thường." Dương Giang nói. "Được." Phùng Toàn lập tức gật đầu đồng ý. Khi hắn chuẩn bị rời khỏi thì lại hỏi, "Dương Giang, vậy còn ngươi, tiếp theo sẽ làm gì?" "Không biết, ta vẫn còn đang suy nghĩ." Dương Giang nói: "Vậy thì việc ngươi suy nghĩ nhất định là rất quan trọng, vậy thì ta không làm phiền ngươi nữa, bên thành phố Đại Sương ngươi có thể yên tâm, ta về rồi sẽ không xảy ra chuyện gì." Phùng Toàn nói: "Vậy thì tốt." Dương Giang trả lời. Rất nhanh, Phùng Toàn cũng rời khỏi bưu cục quỷ. Tuy là hai người vệ cảnh và Phùng Toàn đã được gọi dậy, nhưng mà chỉ dựa vào hai người họ thì có thể thay đổi được gì? Cùng lắm thì cũng chỉ có thể giúp tình hình ở đâu đó trở nên tốt hơn, cho nên ta phải rời khỏi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm phương án mới. Dương Giang lúc này cũng chuẩn bị rời khỏi Bưu Cục Quỷ. "Công Thụy, nếu giờ ngươi đã mở cái đầu rồi và cũng định là sẽ đào tạo ra một lớp người ngự quỷ trực thuộc Bưu Cục Quỷ, vậy thì hãy kiên định mà tiếp tục và cố gắng hết sức làm tốt việc này, dù gì sau này sẽ trở nên như thế nào thì cũng không ai có thể đoán được cả." Công Thụy gật đầu, thêm một cách thì thêm một con đường, đạo lý này ta hiểu, tin rằng Dương đội cũng sẽ tìm ra một con đường tốt hơn. Hy vọng vậy. Dương Giang cũng không có nói gì thêm, hắn đã rời khỏi căn phòng đó trở về sảnh lầu một lúc nãy. Lúc này trong sảnh lầu một vẫn đang tập hợp không ít người, đám người này vẫn còn đang thảo luận sự việc lúc nãy, thậm chí có người còn định gõ lên tường, nhìn xem phía sau tường có cửa âm nào không. Chỉ là đám người bình thường này vẫn chưa hiểu rõ sự tồn tại của Bưu Cục Quỷ. Ở đây, không gian sẽ bị đảo lộn, những đạo lý thường ngày sẽ không thể áp dụng cho ở đây được. Ra rồi kìa, người mới tên Dương Giang đó, hắn là một người ngự quỷ đích thực, nhớ đừng bao giờ chọc phá hắn. Người ngự quỷ, thật là ngưỡng mộ mà, không ngờ trong đám chúng ta lại xuất hiện một người ngự quỷ. Đợi chút, hắn hình như muốn rời khỏi chỗ này. Ánh mắt của đám người này đều nhìn về Dương Giang, nhưng khi nhìn thấy hắn đi về hướng ngoài bưu cục quỷ thì mọi người đều ngơ ngác nên biết rằng chỗ này không phải là nơi có thể tùy tiện ra vào chỉ khi nào tiến hành thử thách sống chết trong nhiệm vụ thì mới có thể bước ra được bình thường ngươi muốn mở cửa cũng không được và cho dù là có mở cửa được thì bên ngoài cũng không có đường thông ra thế giới hiện thực bên ngoài trừ khi nhiệm vụ sinh tồn kết thúc bưu cục quỷ mới xuất hiện một con đường đặc biệt dẫn ngươi trở về đây tránh chết trong nơi linh dị nguy hiểm xem ra hắn hình như có thể tự do ra vào nơi này, Trương Kim Hồng vận may của ngươi không tệ, tuy là lúc nãy ngươi mới đắc tội với dương đội đó, nhưng mà hắn lại không có trả thù ngươi, cũng đúng, người ta là người ngự quỷ, thật chất là không có xem những người bình thường như chúng ta ra gì, không quan tâm đến ngươi cũng là chuyện bình thường. Một người nói nhỏ, sắc mặt của người đàn ông tên Trương Kim Hồng đó thay đổi bất định, người ngự quỷ cũng có chia mạnh và yếu, một người ngự quỷ mạnh có thể trực tiếp đối mặt đối kháng với ác quỷ càng đáng sợ hơn nữa là người ngự quỷ thậm chí có thể dễ dàng bắt nhốt ác quỷ nhưng người ngự quỷ yếu thì một sự việc linh dị bình thường cũng có thể đủ để mất mạng người tên dương đội đó nhìn rất là trẻ và trên người cũng không có hiện tượng bị linh dị ăn mòn ta đoán hắn có thể là mới trở thành người ngự quỷ không lâu thực lực không phải rất mạnh nói không chừng đợi ngày nào đó sau khi ta trở thành người ngự quỷ sẽ có thể dễ dàng vượt qua hắn nói cũng có lý. người kế bên hồ theo dương giang không quan tâm sự ảnh hưởng của bưu cục quỷ, hắn mở cửa ra bước ra ngoài. nhưng vào lúc này bên ngoài bưu cục quỷ không biết từ lúc nào lại đột nhiên xuất hiện một con đường quanh co, con đường kéo dài ra xa, dường như đã vượt qua giới hạn giữa hiện thực và linh dị. từng dương giang lúc này đang chuẩn bị trở về thành phố đại hán, không hiểu sao lại lập tức dừng bước hắn nhìn thấy trên con đường quanh co có một người đàn ông với gương mặt kinh hãi đang chạy về hướng của bưu cục quỷ và hình như hắn đã bị thương vừa chạy vừa chảy máu và thân hình đang lắc lư có mấy lần xém chút do chạy nhanh quá mà bị té nhìn kìa là lưu thắng nghĩa hắn về rồi kìa thật không thể ngờ hắn vẫn còn sống đây có thể là lần thứ năm hắn sống sót khi thực hiện nhiệm vụ và đây là một nhiệm vụ đơn độc tất cả mọi người đều đoán rằng lần này hắn chắc chắn sẽ chết dù gì với tình hình khi không có đồng đội bên cạnh một khi đã kích hoạt quy luật giết người của ác quỷ thì chắc chắn sẽ phải chết thật chất không cho phép bị sai một chút nào con đường bên ngoài là dùng để dẫn hắn trở về nơi này sau khi lưu thắng nghĩa đã hoàn thành xong nhiệm vụ sống chết nhưng con đường nhỏ này rất an toàn hắn chạy nhanh vậy để làm gì thế lỡ như không cẩn thận từ con đường nhỏ này té ra bên ngoài thì chỉ có quỷ mới biết sẽ xảy ra chuyện gì không không đúng lưu thắng nghĩa chạy hối hả như vậy hình như phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo hắn thì phải trong đại sảnh lầu 1, có không ít người nhận ra người đang chạy trên con đường nhỏ đó người đàn ông này tên là lưu thắng nghĩa là một người bình thường và cũng giống như họ bị tôn thủy kéo vào trong bưu cục quỷ và sau đó mỗi một lần trong nhiệm vụ sinh tồn đã huấn luyện họ giúp họ trở thành một người ngự quỷ hợp lệ là quỷ trời ơi phía sau của lưu thắng nghĩa có một con quỷ có người đột nhiên la lên khi lưu thắng nghĩa không ngừng chạy tới gần bưu cục quỷ thì vào lúc này có người nhìn thấy phía sau của lưu thắng nghĩa lại có một hình bóng kỳ lạ tuy nhìn không được rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn qua thì có thể theo cảm giác mà phán đoán đó không thể nào là người sống được đùa gì vậy có một con quỷ đuổi theo lưu thắng nghĩa trên con đường linh dị sao tình hình này lại xảy ra sao có người ngạc nhiên không dám tin vào cảnh trước mặt mình không hay rồi lưu thắng nghĩa muốn quay về chung cư Muốn dựa vào sự đặc biệt của nơi này mà ngăn cản sự đuổi giết của ác quỷ từ bên ngoài, nhưng hắn làm thế sẽ dụ ác quỷ vào trong này. Vừa mới dứt lời, lập tức có không ít người sắc mặt trở nên trắng bệch. Nếu như thật sự dẫn một con quỷ vào đây, thì tất cả những người ở đây đều phải chết, bởi vì họ thật chất là không hề có năng lực hay thủ đoạn gì để đối kháng với ác quỷ. Lưu Thắng nghĩa lúc này đang thở hổn hển, cả người đổ đầy mồ hôi, thể lực của hắn đã đi tới cực hạn mỗi một bước đi đều vô cùng khó khăn nhưng do dục vọng sinh tồn quá lớn và cái chết đang uy hiếp hắn khiến cho hắn điên cuồng mà ép cơ thể mình cho dù là bây giờ đang chảy máu bị thương hắn cũng không còn quan tâm gần tới rồi ta ta nhất định phải sống sót mà trở về chung cư chỉ có như thế thì ta mới có thể tránh được sự sát hại của con ác quỷ đó con mắt của hắn càng ngày càng sáng ngọn đèn màu đỏ ở trước mặt đó chính là chung cư là hy vọng sống tiếp của hắn nhưng mà con quỷ phía sau vẫn đang đuổi theo không ngừng rõ ràng là do lưu thắng nghĩa đã kích hoạt quy luật giết người của ác quỷ chỉ là do sự đặc biệt của con đường linh dị này mà khiến cho ác quỷ chậm một chút không có cách nào mà đuổi kịp lưu thắng nghĩa nhưng mà với tình hình này thì cũng chỉ tồn tại trên con đường linh dị này mà thôi một khi lưu thắng nghĩa đi tới trước cửa bưu cục quỷ vậy thì sẽ lập tức mất đi sự bảo vệ của con đường linh dị nếu như lúc đó mà bước không kịp vào bưu cục quỷ thì hắn nhất định sẽ bị con quỷ đó giết chết. Nhưng mà hình bóng âm u đó vậy đuổi theo không rời. Mặc cho Lưu Thắng Nghĩa có chạy về phía trước ra sao, nhưng cũng không có cách nào kéo dài khoảng cách với con ác quỷ. Hắn không thể sống được. Dương Giang lúc này quan sát một lúc thì đã lập tức đưa ra kết luận. Bởi vì với trạng thái của Lưu Thắng Nghĩa thật chất không cách nào trong vòng 3 giây mà mở ra cánh cửa của bưu cục quỷ và trong vòng 3 giây thì ác quỷ cũng đã đi hết đoạn đường linh dị mà tới ngay cánh cửa bưu cục quỷ, sau đó trực tiếp giết chết hắn. Trừ khi Tôn Thụy ra tay quấy nhiễu một chút. "Nhanh, đóng cửa lại, đừng cho Lưu Thắng Nghĩa vào đây." Nhưng vào lúc này, có người trong lầu một la lên, "Các ngươi đừng có nhìn ta, ta cũng không muốn làm thế, nếu như hắn dẫn quỷ vào đây thì tất cả chúng ta đều phải chết, ta cũng là muốn tốt cho mọi người." Vừa mới dứt lời, thì đã có không ít người đang muốn đóng cửa. Nhưng khi nhìn thấy Dương Giang đứng ở trước cửa thì tất cả mọi người đều do dự. Nhúc lưu thắng nghĩa ở bên ngoài cũng không có gì, chết đi một người có kinh nghiệm sinh tồn phong phú cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà đắc tội với người ngự quỷ đó thì sau này bị tính sổ thì không có ai chịu được. Trừ khi vào lúc này người ngự quỷ tên Dương Giang đó quay về, tạm thời tránh khỏi nguy hiểm lần này, chứ không sẽ không ai đi đóng cửa. Nhưng mà vào lúc này Dương Giang đã hành động. Hắn không làm như những người khác đã nghĩ mà quay về bưu cục quỷ, mà lại trực tiếp đi về hướng Lưu Thắng Nghĩa. Lưu Thắng Nghĩa lúc này cũng nhìn thấy Dương Giang đang đi tới, nhưng mà hắn không có thời gian đi quan tâm đến người kỳ lạ này, hắn đang gồng mình, cắn răng tiếp tục chạy, không dám chần chừ, bởi vì chậm trễ quỷ sẽ đuổi kịp. Hai người đi lướt qua nhau. Mỗi một người đều có quyền được sống tiếp, vận may của ngươi không tệ, hôm nay gặp được ta nếu đã thế thì để ta giúp ngươi một tay." Dương Giang mở miệng nói. Lưu Thắng Nghĩa ngay cả muốn trả lời còn không có, hắn lúc này vừa chạy vừa té đã tới được trước cửa, sau đó giơ cánh tay đầy máu để mở cửa và chuẩn bị bước vào bưu cục quỷ. Và vào lúc này, ác quỷ đã tấn công. Nhưng vào lúc ác quỷ đang chuẩn bị tấn công Lưu Thắng Nghĩa, thì vào lúc này Dương Giang đã cản lại. Chỉ thấy Dương Giang giơ tay lên bắt lấy một cái con ác quỷ đã khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ vậy mà vào lúc này đã bị hắn bóp chặt trong tay sau đó con ác quỷ đó trực tiếp chìm trong tĩnh mịch không còn động đậy dương gian bắt lấy ác quỷ không có quay đầu mà từ từ bước đi cuối cùng đã biến mất trong tầm nhìn của tất cả mọi người và đã rời khỏi bưu cục quỷ những người trong bưu cục quỷ đều đã nhìn thấy tất cả mọi người đều trợn to mắt với sắc mặt kinh ngạc đây đây làm sao mà được chỉ cần tùy tiện bắt lấy thì đã hạn chế được quỷ rồi sao? Hắn có phải là con người không? Ta hình như đã nhìn thấy thượng đế. Cái con lúc này đuổi giết theo Lưu Thắng Nghĩa là ác quỷ đúng không, không phải là diễn viên được mời tới chứ? Sự ra tay của Dương Giang đã làm điên đảo sự hiểu biết của họ. Bởi vì họ hiểu rõ, có thể đi theo Lưu Thắng Nghĩa, đuổi giết theo con đường linh dị, thậm chí là tới được đây thì con quỷ đó rốt cuộc là đáng sợ thế nào? nhưng mà ác quỷ đáng sợ như vậy khi ở trước mặt người ngự quỷ tên dương giang đó hình như đang bắt lấy một con gà quăng đi vậy đây tuyệt đối không phải là người ngự quỷ có thể làm được cả người của trương kim hồng lúc này đang bất giác mà run lên người trong bức tranh từng nói đối kháng với linh dị là cần sử dụng sức mạnh linh dị nhưng mà người tên dương đội lúc nãy bắt lấy con quỷ mà giống như bắt mũi vậy thật chất là không có dùng tới sức mạnh linh dị không Hắn không phải là không có dùng sức mạnh linh dị, mà sức mạnh linh dị trên người hắn vô cùng đáng sợ, đã vượt qua ác quỷ rất là nhiều, cho nên chỉ cần ra tay nhẹ thì ác quỷ đã không chống cự lại được, nhưng nhưng người như vậy thật sự tồn tại sao? Không phải sớm đã chết dưới sự thức tỉnh của ác quỷ rồi sao? Trong lòng của Trương Kim Hồng càng nghĩ càng thấy sợ. Cảnh lúc nãy của người đó để lại ám ảnh rất lớn. Sau nửa năm dương gian tĩnh mịch, sức mạnh linh dị của hắn càng đáng sợ hơn trước. Trong bưu cục quỷ, Công Thụy nhìn Dương Giang rời khỏi, đối với việc Dương Giang ra tay lúc nãy cũng cảm thấy hải hùng, nên biết rằng nếu là Dương Giang của trước đây thì sẽ không trực tiếp đối mặt với ác quỷ, mà sẽ dùng đinh quan tài. Nhưng mà bây giờ, bản thân hắn giống như một cây đinh quan tài hình người vậy, chỉ cần tùy tiện bắt lấy, thì ác quỷ đã tỉnh mịch. Năng lực này được đặt tại thời đại này, thì đúng là sự may mắn cho thời này. Và Dương Giang sau khi rời khỏi bưu cục quỷ đã đi tới một thành phố khác. Hắn vừa đi trải nghiệm và cũng đang nghiên cứu và cũng đang suy nghĩ. Nhưng mà vào lúc này khi hắn đang trên đường của một thành phố lạ, thì vô tình Dương Giang đã đi ngang qua một tiệm thuốc bắc và vào lúc này hắn đột nhiên nhớ ra gì, hắn lập tức dừng lại, sau đó ánh mắt nhìn qua một hướng khác. Xém chút quên mất, ta còn có một cuộc hẹn, mà đã nửa năm trôi qua cũng không biết ông chủ tiệm thuốc bắc đã chết chưa. Trong lòng của Dương Giang lúc này suy nghĩ. Đi xem sao. Nếu như chết rồi thì xem như đi cúng vậy. Sau đó, Dương Giang lần nữa khởi hành, hắn không có đi về phía trước mà đi về một hướng khác của thành phố, đồng thời cũng vừa đi vừa giải quyết các việc linh dị trong các thành phố đó. Tuy có chút phiền phức, nhưng cũng không tốn nhiều thời gian. Khoảng giờ trưa, Dương Giang đã đi tới thành phố của ông chủ tiệm thuốc Bắc. Đây là một khu lâu năm nằm trong trung tâm thành phố. Những chỗ trong khu lâu năm này đã số đã bị tháo rời chỉ còn lại con đường lâu năm này là chưa được dời đi. Và nhà thuốc bắt lại nằm trên con đường lâu năm đó. Con đường này vốn là sẽ tháo rời, nhưng do phát sinh sự việc linh dị nên dẫn đến sự phát triển của thành phố này bị chậm lại. Khu lâu năm trống trải, hầu như là không còn ai nữa, khu gần đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều rời khỏi, nhưng gần đó lại không thấy dây cảnh cáo, nhìn không giống như xảy ra sự việc linh dị. Rất nhanh, dương gian bước vào trong con đường lâu năm đó chẳng mấy chốc thì hắn đã nhìn thấy tiệm thuốc bắc lâu năm lại quen thuộc cũng giống như nửa năm trước tiệm thuốc bắc không có thay đổi gì chỉ là nhìn thấy cửa lớn của tiệm thuốc bắc có đặt bản thông báo ghi là ngừng kinh doanh xem ra tiệm thuốc bắc giả ngừng kinh doanh được một thời gian dài bởi vì phía dưới bản thông báo có tích tự một lớp bụi nhưng mà khi quỷ nhãn của dương gian nhìn qua thì tiệm thuốc bắc này vẫn còn tồn tại sự quấy nhiễu của linh dị chứ không có xuất hiện tình hình người đi thì sẽ bị trống trải. Có lẽ ông chủ tiệm thuốc bắc thật sự đã chết rồi, tuy thời gian nửa năm không phải dài, nhưng tình hình này với người già mà nói, thì cho dù là một tháng cũng rất khó mà vượt qua. Trong lòng của Dương Giang suy đoán như vậy. Vì muốn kiểm chứng suy nghĩ trong đầu, nên hắn đã đích thân đi xác nhận. Dương Giang dừng trước cửa lớn tiệm thuốc bắc. Hắn không có thói quen gõ cửa, cho nên trực tiếp tháo một miếng cửa lớn của tiệm thuốc bắc xuống thông qua cánh cửa đó có thể nhìn thấy bên trong tiệm thuốc bắc một màn u ám một không khí lạnh lẽo toát lên đồng thời trong tiệm thuốc bắc còn thoang thoảng mùi kỳ lạ mùi này giống như được trộn với nhiều mùi với nhau mà thành dương gian ngửi thấy được mùi xác chết thối rửa mùi trầm hương và các loại mùi thuốc bắc mùi không nồng nàn nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu dương gian trực tiếp nghiêng người bước qua cánh cửa bước vào trong tiệm thuốc bắc hắn nhìn thấy sảnh trong tiệm thuốc bắc không có người và theo trí nhớ của lúc trước mà đã bước vào phía sau tiệm thuốc bắc. Rất nhanh, hắn đi tới nơi lần trước hẹn gặp với ông chủ tiệm thuốc bắc. Chiếc giường tre vẫn còn đó, vài ngọn đèn dầu đang lắc ở gần đó. Nhưng ông chủ tiệm thuốc bắc lại không có nằm trên giường tre đó, hắn không như đó giờ mà vẫn nằm đó, không biết đã đi đâu. Dương Giang im lặng một hồi. Phút tiếp theo, ánh sáng của những ngọn đèn dầu gần đó chuyển từ màu vàng sang màu xanh lá cây sau đó bắt đầu bùng cháy dữ dội bóng tối xung quanh bị xua tan đồng thời những ngọn quỷ hỏa màu xanh nhạt cũng cháy càng càng dữ dội hơn nếu như ở đây không có người vậy thì không cần thiết phải giữ lại tiệm thuốc bắc này nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha dương giang định dùng quỷ hỏa để đốt cháy nơi này không có sức mạnh linh dị để duy trì tiệm thuốc bắc này sẽ không chống lại được sự ăn mòn của thời gian rất nhanh sẽ bị gió thổi sụp xuống cuối cùng sẽ trở thành một đống đổ nát nhưng mà vào lúc hắn đang chuẩn bị làm vậy thì có một người đột nhiên từ trong phòng bên cạnh bước ra dương giang ngươi muốn tháo gỡ nơi này sao tiểu như nhìn thấy quỷ hỏa đang cháy nàng bị thu hút mà nhìn qua ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm dương giang ngươi vẫn còn ở lại đây chưa rời khỏi sao là do không thể hòa nhập với thời đại này sao ta chỉ là đang quét sạch nơi linh dị để ngăn cản các tai họa ngầm ông chủ tiệm thuốc bắc này nếu đã chết rồi thì theo ta thì không cần thiết phải giữ lại dấu vết của thời dân quốc cũng nên biến mất dương giang bình tĩnh xoay mặt qua nói tiểu như nói nửa năm không gặp ngươi vẫn ngông cùng như xưa xem ra cái tật này đã ăn sâu vào trong xương cốt của ngươi rồi nhưng mà lần này vẫn khiến ngươi phải thất vọng sư phụ vẫn chưa chết ngươi không cần gấp gáp mà tháo cửa tiệm chưa chết sao Ánh mắt của Dương Giang chuyển động nhẹ, ta còn tưởng hắn đã chết rồi, hắn đâu rồi? Ngươi đợi chút. Tiểu Như nhìn Dương Giang một cái, sau đó xoay người trở về phòng. Dương Giang im lặng chờ đợi. Đợi được một lúc thì thấy Tiểu Như từ trong phòng bước ra, trong tay có bưng một cái hộp gỗ màu đỏ, trên hộp gỗ có dán nhiều nhãn dán, và trên mỗi một tờ nhãn dán đều là những hình vặn vẹo kỳ lạ, hình như mỗi một tờ nhãn dán đều có phong ấn một con ác quỷ. Tiểu Như cẩn thận mà mở cái hộp màu đỏ ra. Bên trong là một cái đầu nhăn nheo, gương mặt già dặn và gầy gò với những đống xác chết. Và cái đầu này chính là ông chủ tiệm thuốc bắc, ông lão bị mù đó. Sư phụ, Dương Giang đến rồi. Tiểu Như nói nhỏ. Khự khự. Nàng vừa mới dứt lời, thì cái đầu trong hộp đột nhiên động dậy, da mặt đều là nếp nhăn đang co giật nhẹ, sau đó phát ra vài tiếng ho. Thì ra là vậy, vứt bỏ thân thể, chỉ để lại một cái đầu, chính là để giảm bớt sự ăn mòn của linh dị đối với bản thân. Với phương pháp này có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại rất cực đoan, linh dị cân bằng rất quan trọng, chia cắt thân thể cũng chính là chủ động phá vỡ sự cân bằng này, mặc dù thời gian tồn tại có thể được kéo dài. Nhưng sự ăn mòn của linh dị lại càng nghiêm trọng hơn trước, đây chỉ là cách giải khác bằng thuốc độc mà thôi. Dương Giang nhìn chầm cái đầu đó, rất nhanh đã hiểu được chuyện gì. Nhưng mà ngươi đã chọn phương pháp này, thì nhất định cũng là cực hạn, nên mới không thể không làm như vậy, cũng may là cái hộp của ngươi không tệ, hình như có thể phong ấn ý thức, chỉ cần đợi thời gian nào đó kêu ngươi dậy, nếu như là trước đây thì chắc chắn sẽ không làm được, dù gì ngươi cũng là người ngự quỷ xuất sắc thời dân quốc. Không có đồ vật linh dị nào có thể phong ấn được ngươi, nhưng chỉ còn lại một cái đầu thì quá dễ dàng rồi. Ngươi nói không hề sai. Ông lão mũ mắt mở miệng nói ra một câu đây cũng có nghĩa là ý thức của hắn vẫn còn tồn tại chứ không có bị gì đáng sao chỉ còn một hơi thở dương gian nhẹ nhàng lắc đầu nếu như ngươi không cam tâm thì có thể cho ta một món di vật đợi sau khi thời đại linh dị kết thúc ta sẽ cho ngươi chiêu hồn của đời này chiêu hồn ngươi lên xem như ngươi chỉ ngủ một giấc không tận mắt chứng kiện hy vọng đó lão già ta có chết cũng không nhắm mắt được ông lão mù thở dài cách chiêu hồn không tệ chỉ là ta sợ một khi nhắm mắt sau này sẽ không còn cơ hội tỉnh dậy. Nhưng mà lần này có thể nhìn thấy người sống trở lại thì cũng xem như nửa năm nay không có lãng phí. Ít ra thì đời này cũng xuất hiện một nhân vật xuất sắc, cho dù là đời của chúng tôi có chết hết thì tương lai cũng không phải là không có hy vọng, chỉ đáng tiếc là đường của ngươi đi tới đường cùng thì cũng sẽ giống như chúng tôi vậy. Sự phán đoán của hắn vẫn rất độc đoán, cảm nhận được trạng thái của Dương Giang bây giờ, và ông lão mù cũng không thể không thừa nhận dương gian bây giờ đã trưởng thành tới đẳng cấp của họ nhưng thì sao chứ dương gian vẫn chưa trở thành sự tồn tại đặc biệt cho nên hắn vẫn có chút thất vọng ta dường như đã có thể nhìn thấy tương lai của ngươi tương lai của ngươi đa số cũng sẽ là đối kháng với thời kỳ linh dị này sau đó cố gắng xoay chuyển tình thế ổn định thế cuộc cứu sống vô số ngươi nhưng cuối cùng đã chết do lao lực quá sức hoặc bị linh dị ăn mòn hoặc là do tuổi thọ đã tận Ông lão mù tiếp tục nói, những thứ này, chúng tôi đều từng làm qua, ngươi chỉ là đi lại con đường của chúng tôi mà thôi. Chẳng lẽ đường phía trước đã là đường cùng, thật sự không còn một chút hy vọng sao? Sau đó mắt hắn giật nhẹ, tuy là đôi mắt sớm đã không còn, nhưng hắn vẫn muốn mở ra để nhìn về tương lai xa xôi đó. Trong nửa năm nay ta đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là đối với vấn đề của ngươi cũng từng nghiên cứu qua. Dương Giang mở miệng nói, lần này tới là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi có cách nghĩ gì thì cứ việc nói. Ông lão mù có chút kỳ vọng. Dương Giang nói, theo cá nhân ta, sự thay đổi mà ngươi nói thật chất là không cách nào thành hiện thực được, sức mạnh linh dị quá lớn, ý thức của người bình thường, và còn có tuổi thọ vô tận, thật chất ba điểm này sẽ không thể nào xuất hiện cùng lúc trên cùng một người được, nói đơn giản hơn, cả một đời của các ngươi đã theo đuổi sai phương hướng. Những gì ngươi nói đều là nói nhảm. Tiểu như đứng ở kế bên nói. Ông lão mù nói, "Tiểu Như, nghe hắn nói tiếp." Dương Giang cũng không tức giận và nói, "Tại sao ngươi lại không suy nghĩ ngược lại, cái tồn tại mà ngươi hy vọng, nếu ở người sống đã không thể xuất hiện, vậy thì phải chăng sẽ được sinh ra trong ác quỷ?" Quỷ là không cách nào bị giết đi, bản thân quỷ chính là linh dị, không lo lắng sẽ bị linh dị ăn mòn và cũng không ác quỷ thức tỉnh, như thế thì quỷ đã thỏa mãn được hai yêu cầu tuổi thọ và sức mạnh, vậy thì bây giờ chỉ cần thỏa mãn thêm một điều nữa là được khiến cho một con ác quỷ đáng sợ có được ý thức bình thường của người sống chỉ cần khắc phục được điều này thì mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết ngươi là thằng điên mà lại có cách nghĩ như vậy tiểu như lập tức có chút tức giận ông lão mù nói quả nhiên là một đường đi khác việc mà người sống làm không được thôi thì giao cho quỷ đi làm dùng quỷ để đối phó quỷ dùng sức mạnh linh dị vô hạn đi đối kháng với sức mạnh linh dị vô hạn nhưng ngươi đã bỏ sót một điểm cho dù là quỷ có ý thức bình thường của người sống, nhưng cuối cùng nó vẫn hành động theo bản năng và trở thành một con quỷ có trí tuệ, nó sẽ không bao giờ đứng về phía người sống. Lời nói của ngươi đã khiến ta nhớ lại những người trước đây, họ cũng từng thử qua con đường như vậy, nhưng đã thất bại. Dương Giang nói, xem ra thời kỳ dân quốc xuất hiện không ít nhân tài, ngay cả đường này cũng có người thử qua, nhưng mà ta cũng không cảm thấy kỳ lạ, bởi vì ta cũng từng tiếp xúc qua một số con quỷ có trí tuệ đoán là lúc còn sống họ có thể là người ngự quỷ, cuối cùng xảy ra vấn đề, trở thành loại quỷ đặc biệt. Nhưng mà ngươi có từng nghĩ qua, họ thất bại là do họ đi quá nhanh. Ngươi có cách nghĩ gì mới? Ông lão mù lập tức nói. Dương gian quơ tay một cái, quỷ họa ngưng tụ lại giữa không trung, biến thành hai chữ. Người, quỷ. Quỷ hỏa là do linh dị ngưng tụ mà tạo thành, cho dù lão già mù không nhìn thấy, thì cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của hai từ này. Người và quỷ vốn là sự tồn tại tương ứng với nhau, nhưng ai lại ngờ được, giữa người và quỷ còn tồn tại người ngự quỷ. Tiếp theo quỷ hỏa lại ngưng tụ lần nữa, ở giữa quỷ và người, lại xuất hiện ba chữ người ngự quỷ. Từ người, đến người ngự quỷ, cho đến quỷ, tổng cộng có đến ba thân phận, nhưng mà ngươi có từng suy nghĩ, từ người ngự quỷ đến quỷ, phải chăng còn tồn tại thân phận thứ tư? Dương Giang nhìn quỷ hỏa lần nữa thay đổi Người, người ngự quỷ, quỷ Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tiểu như nhíu mày hỏi Nhưng mà lúc này ông lão mù đang chìm trong suy nghĩ Với sự hiểu biết và sự từng trải của hắn thì đương nhiên là hiểu ý của Dương Giang Nằm giữa người ngự quỷ và quỷ thực sự có tồn tại không? Dương Giang bình tĩnh nói Không sai, cũng giống như số vậy Người bình thường cảm thấy từ 1 đến 3 ở giữa chỉ tồn tại số 2 nhưng thực tế thì vẫn còn tại rất nhiều số, ví dụ 2.5, 2.6. Khiến cho ác quỷ thật sự có được ý thức của người sống là không thể nào làm được, nhưng nếu khiến cho ở giữa sự tồn tại của người ngự quỷ và quỷ có được ý thức của người sống thì sao? Phải chăng sẽ dễ dàng hơn nhiều? Thật đúng là suy đoán và ý tưởng kinh người. Ông lão mù trầm tư một lúc, sau đó đã lên tiếng nói. Vào lúc này hắn cảm giác như nhìn thấy trăng sáng xuyên qua mây đen vậy. Thì ra, hy vọng thật sự không phải ẩn nút trong người ngự quỷ, mà là ẩn nút ở giữa người ngự quỷ và ác quỷ. Con đường của người sống đã đi tới tận cùng, không còn hy vọng, điều này ông lão mù cũng hiểu rõ. Nhưng mà hắn lại không cam tâm, đang khao khát có sự thay đổi xuất hiện. Nhưng những lời nói của Dương Giang lại khiến cho ông lão mù ý thức được, một con đường chưa từng có giờ có lẽ sẽ xuất hiện. Sư phụ, nếu không phải là người ngự quỷ, cũng không là ác quỷ, vậy đó là gì? trong giới linh dị có tồn tại thứ đó sao tiểu như hỏi ông lão mù lúc này có chút kích động nói là đồ vật linh dị không phải người cũng không phải là người ngự quỷ thứ đó vừa có sức mạnh linh dị lại không cần lo lắng ác quỷ thức tỉnh càng không cần lo lắng tuổi thọ hao hụt nhược điểm duy nhất là nó có thể bị giết chết nếu như để đồ vật linh dị này có được ý thức của người sống thì điều đó cũng có nghĩa là sẽ có nhiều khả năng vô hạn sự thay đổi là nằm trong đó vào lúc này, hắn dường như đã nhìn thấy hy vọng. Ông lão mù lúc này hiện rõ sự kích động, cách nghĩ mới của Dương Giang đã gợi ý cho hắn rất lớn, khiến hắn cảm thấy hy vọng sắp xuất hiện. Nhưng những lời nói tiếp theo của Dương Giang như đổ nước lạnh lên người của hắn. Tồn tại của loại thứ tư có thật sự kết thúc được thời kỳ linh dị hay không, còn cần phải đi kiểm chứng, bởi vì đường này chưa ai đi qua, cho nên ta muốn cùng người thảo luận một chút, đồng thời cũng định theo con đường này mà cố gắng đi tiếp lúc nãy ngươi nói đúng con đường của ta đã đi tới đường cùng tăng sức mạnh linh dị giờ đã không còn ý nghĩa con đường theo đuổi sự mạnh mẽ của bản thân có lẽ các nhân vật xuất sắc thời dân quốc các ngươi đã đi còn xa hơn ta sự thay đổi có thể là hy vọng ngươi đừng có do dự hãy theo cách nghĩ của ngươi mà làm thời đại này là thuộc về người nếu ngay cả con đường này ngươi còn không đi được vậy thì những người khác càng không thể nào bởi vì hiện giờ trong giới linh dị không còn ai xuất sắc hơn ngươi ông lão mù bình tĩnh nói. Dương Giang nói, ngươi đừng thổi phồng ta như thế, ta có thể đứng trên vị trí cao nhất của thời đại này, cũng chỉ vì thời đại này quá tuyệt vọng mà thôi, người ngự quỷ xuất sắc của đời trước đều đã chết hết, đời tiếp theo cũng tổn thất nghiêm trọng, ta chỉ là một con cá lớn nên đã vượt qua được lưới. Lần này có thể sống tiếp thật sự cũng do may mắn mà thôi. Ngươi đừng đánh giá thấp bản thân mình, trong giới linh dị muốn trở thành người ngự quỷ xuất sắc thì ai cũng phải trải qua thập tử nhất sinh cả, nhớ lại lúc ta còn trẻ, không biết có bao nhiêu người mạnh hơn ta, cho dù lúc đó ông lão như ta đang ở đỉnh cao nhất nhưng cũng thấy không bằng họ, nhưng cuối cùng họ đều chết. Chỉ có ông lão ta vẫn còn sống. Cao thủ chết đi thì mãi mãi không được xem là cao thủ, sống tới cuối cùng thì mới là người mạnh nhất. Ông lão mù lúc này có chút nhớ về quá khứ. Dương Giang có vẻ đồng tính khi quá đáng theo đuổi sức mạnh quá lớn cho bản thân thật ra là một sai lầm bởi vì sức mạnh linh dị vô cùng nguy hiểm hắn có thể trưởng thành tới bây giờ cũng phải trải qua nhiều lần sống chết nhưng một khi đi sai một bước thì sẽ chết nhanh hơn cho nên sống mới là quan trọng nhất đây cũng giống như người giàu vậy có tiền và cũng có mạng hưởng thụ nhưng khi chết đi thì có tiền có nhiều cũng như không bây giờ ta còn việc khác cần phải làm thời đại này quá suy yếu không chịu được sự tàn phá của linh dị ta nhất định phải củng cố thế cuộc, ít ra thì cũng phải làm được như các ngươi vậy, có thể ổn định mấy chục năm hòa bình, chỉ có như thế thì ta mới có thể toàn tâm toàn ý đi thử con đường mới. Tiếp theo Dương Giang nói, ta không kiến nghị ngươi làm thế, như thế sẽ hao tốn nhiều sinh lực của ngươi, có lẽ đến cuối cùng ngươi sẽ bỏ lỡ đáp án chính xác đó, ngươi nên lập tức đi làm việc của mình, còn đối với người của thời đại này, hãy để họ chịu khổ thêm, và so với việc kết thúc sự việc linh dị, thì hy sinh đời này cũng không là gì. Ông lão mù lắc đầu nhẹ, thể hiện không tán thành. Dương Giang nói, đây ta không làm được, cứ để linh dị hoành hành như vậy, thì không biết sẽ có bao nhiêu người chết, thời đại linh dị bây giờ chỉ là mới tới, ta còn kịp đi ngăn cản, nếu thật sự qua một hai năm, vậy thì mọi thứ thật sự là quá trễ, ta là tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh, dù gì người nhà. Bạn bè của ta vẫn còn sống trong thế giới này ông già mù không có khuyên nữa bởi vì người của tầng lớp này làm việc đều có cách nghĩ và đạo lý riêng của họ không có dễ dàng thay đổi được hắn lại nói nếu như ngươi đã muốn kéo dài thêm mấy chục năm hòa bình vậy thì ta giúp ngươi lần cuối tiểu như hãy lấy hộp thuốc của ta ra hộp thuốc nhưng mà sư phụ đó là thấy thứ quan trọng nhất của ngươi tiểu như rất ngạc nhiên không có gì quan trọng hơn hy vọng đi lấy hộp thuốc ra ông dì mù nói lần nữa Tiểu như không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Nàng lần nữa trở về căn phòng lúc nãy, một lúc sau đã cầm ra một cái hộp gỗ vô cùng lâu năm, cái hộp không lớn, hình vuông, nhìn có vẻ bình thường. Nhưng trong tầm nhìn của Dương Giang, thì cái hộp này lại tỏa ra không khí linh dị vô cùng nguy hiểm. Rất rõ ràng đây là một đồ vật linh dị. Hộp thuốc này tặng cho ngươi. Ông già mù có chút cảm khái nói. Thứ này có tác dụng gì? Dương Giang hỏi. Ông già mù nói, "Ta nhớ lần trước có tặng ngươi ba bao thuốc bắc đúng không?" "Không sai." Dương Giang nói. "Chẳng lẽ ngươi lại không hiếu kỳ muốn biết ba bao thuốc bắc đó từ đâu có sao?" Ông già mù hỏi. Ánh mắt của Dương Giang nhìn qua hộp thuốc đó, thuốc bắc đó có thể kéo dài ác quỷ thức tỉnh, có nghĩa là bản thân bao thuốc là một loại linh dị và thuốc bắc này không phải không có tác dụng phụ sau khi uống thuốc bắt vào tuy là trong thời gian ngắn không còn lo lắng ác quỷ thức tỉnh, nhưng lần sau khi ác quỷ thức tỉnh sẽ càng mãnh liệt hơn. Thứ tà ác như vậy, đa số cũng là đô vật linh dị. Cho nên cội nguồn của thuốc bắt chính là cái hộp thuốc này. Không sai, đây là đồ vật linh dị do ta tạo ra, cho nên tất cả thuốc bắt đều là đến từ nó, sinh mạng của ta sắp kết thúc rồi, sau này định là sẽ để lại cho đồ đệ của ta, dù gì cả đời ông già ta cũng không có dành dùng được gì, Thứ này để lại cho Tiểu Như có thể bảo đảm cho nàng sau này sẽ có một chỗ đứng trong giới linh dị, bảo vệ được sự sống cho nàng." Ông già mù nói. Dương Giang nói, đồ đệ của người mà giữ thứ này thì cũng giống như đứa con nít cầm vàng đi chợ vậy, chỉ càng hại chết nàng. Thứ có thể tạo ra thuốc áp chế ác quỷ thức tỉnh, là có thể biết được giá trị của hộp thuốc này lớn như thế nào, một khi tin tức truyền ra ngoài, vậy thì Tiểu Như này sẽ bị người ngự quỷ trong giới linh dị điên cuồng mà tấn công với năng lực của nàng thì thực chất không thể khống chế những nguy hiểm trong đó ông già mù cười miễn cưỡng điều khiển hộp thuốc đúng là nguy hiểm nhưng giá ngự ác quỷ cũng không phải là dễ cũng đúng dương gian gật đầu hiểu được dự định của ông già mù hộp thuốc đối với tiểu như vừa là chiếu cố cũng vừa là thử thách có thể giữ được đồ vật linh dị này thì nàng sẽ trở thành nữ bác sĩ duy nhất trong giới giới linh dị có thể điều trị bệnh ác quỷ thức tỉnh nhưng khi Tiểu Như đi theo con đường người ngự quỷ, vậy thì nàng phải đối kháng với ác quỷ, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nếu so sánh như thế vậy thì con đường đầu tiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù gì phá gia chi tử đời thứ hai cũng tốt hơn là đời đầu nghèo lập nghiệp. Cho nên ngươi quyết định là tặng cho ta, chứ không để lại cho đồ đệ ngươi." Dương Giang hỏi lần nữa. "Không sai." Giọng nói của ông già mù rất kiên định. Dương Giang nói: ta không phải là loại người đạo đức giả. nếu như ngươi thật sự tặng ta, thì ta cũng không từ chối. cho nên giờ ngươi thay đổi ý định vẫn còn kịp. dù gì đồ đề này của ngươi cũng đã chăm sóc ngươi một thời gian dài, đáng để ngươi giúp nàng lần cuối. sắc mặt của tiểu như ở một bên thay đổi bất định. nàng nhìn qua dương giang và không ngờ là hắn đã nói những lời nói dùm mình. không cần suy nghĩ nhiều, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. ông già mù nói lần nữa. nếu đã như thế. Vậy thì hộp thuốc này từ hôm nay sẽ thuộc về ta, nếu đồ đã tặng xong, vậy thì sử dụng như thế nào, ta tin ngươi sẽ không giấu chứ." Dương Giang nói. Ông già mù tiếp tục nói, "Không cần phương pháp sử dụng, chỉ là trước khi hộp thuốc này bể thì sẽ không xác định thời gian mà sản xuất ra thuốc đặc biệt." Tiện lợi vậy sao? Có nguy hiểm không?" Dương Giang thấy ngờ vực. Trong đồ vật linh dị lại còn có thứ tiện lợi vậy sao? Không có nguy hiểm. Khuyết điểm duy nhất là thời hạn sử dụng, trong hộp thuốc có nhốt ác quỷ, không chỉ một con, và vô cùng hung dữ, một khi hộp thuốc bị bể, ác quỷ trong đó sẽ thức tỉnh, đến lúc đó sẽ không sản xuất thuốc bắc, và ngươi chỉ cần cẩn thận ác quỷ trong hộp thuốc xông ra khi hộp thuốc bị bể là được. Dương Giang nói, hiểu rồi, thuốc bắc cũng là một trong những đồ vật linh dị, cội nguồn là đến từ con quỷ trong hộp thuốc. Điều này cũng giống như dây chuyền của quỷ lừa đảo vậy hắn có thể dùng dây chuyền của quỷ lừa đảo để tạo ra người sống, bản thân nó cũng là một đồ vật linh dị, chỉ cần quỷ lừa đảo vẫn luôn được kiểm soát thì vẫn luôn được sử dụng. Một khi ác quỷ thức tỉnh, thì sẽ quay đầu giết người sử dụng trước. Ông già mù này, rõ ràng là có thể kiểm soát được sự nguy hiểm trong hộp thuốc, thật chất không hề lo lắng ác quỷ trong hộp thuốc thức tỉnh. Nói rõ hơn là cũng giống như dương gian đối với dây chuyền của quỷ lừa đảo vậy, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân, tự do sử dụng sức mạnh linh dị đó. Chỉ là Dương Giang có thể tự do sử dụng thuốc bắt không, vậy thì phải xem lúc đó hắn có thể áp chế được con quỷ trong hộp thuốc không? Nếu như có thể, vậy thì hộp thuốc bắt trong tay hắn sẽ có thể sử dụng vô thời hạn. Kế hoạch của ngươi mà muốn thành công thì còn cần phải một khoảng thời gian, ta sợ sẽ không đợi được tới lúc đó, hãy cầm theo mấy món di vật của ta, đợi sau khi ngươi thành công thì hãy cho người chiêu hôn chiêu ta lên lần nữa, Ta muốn xem cái thời đại đã kết thúc linh dị. Ông già mù cuối cùng đã thay đổi cách nghĩ, đồng ý với kế hoạch trước đó của Dương Giang. Cũng có nghĩa là ông già mù không định tiếp tục chống cự nữa. Như thế thì quá tốt, khoảng thời gian còn lại của ngươi có thể chuẩn bị cho hậu sự, an tâm lên đường, thời đại dân quốc hãy kết thúc tại đây vậy, các ngươi đều đã mệt mỏi rồi, chuyện còn lại hãy an tâm mà giao cho ta. Dương Giang nói, bước qua lấy hộp thuốc đi giây phút này đang đại diện người của hai thời đại đã hoàn thành xong giao nhận việc là nói xong rồi ta nên đi đây sau đó dương gian cõng hộp thuốc trên lưng dứt khoát quay người đi về phía bên ngoài cửa tiệm mà không có bất kỳ lưu luyến nào trên gương mặt của ông già mù hiện lên nụ cười không nói thêm nữa cũng không giữ dương gian ở lại bùng dương gian đá tung cửa tiệm ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào mang theo một tia sáng le lói chiếu vào tiệm thuốc hắc ám bóng dáng của hắn dần dần biến mất trong ánh nắng. Tiểu như, bây giờ đi theo vẫn còn kịp, hắn là biểu tượng của thời đại này, đáng để ngươi đi theo. Trong hậu đường âm u, giọng nói của ông già mù chậm rãi vang lên. Hai con mắt của tiểu như lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn là bất động, không có đi ra tiệm thuốc bắt hắc ám. Dương Giang rời khỏi tiệm thuốc không chỉ lấy đi hộp thuốc mà còn lấy đi một số đồ cũ không có giá trị, những đồ cũ đó là những đồ vật thường ngày của ông già mù, đợi sau khi hắn chết đi thì những thứ này sẽ trở thành di vật, đến lúc đó có thể thông qua các đồ cũ này làm vật trung gian để gọi hồn ông già mù ra. Người xuất sắc nhất cuối cùng của thời dân quốc cũng sắp qua đời, không lâu nữa thì tiệm thuốc bắc này cũng sẽ đóng cửa, tuy là có chút đáng tiếc, nhưng ít ra cũng giảm bớt được một chuyện phiền phức. Nhưng mà sau cuộc trò chuyện với ông già mù, hắn đối với chuyện sau này cần làm đại khái có được một phương hướng. Dương Giang vừa suy nghĩ vừa từ từ đi xa hơn. Hắn rời khỏi thành phố không bắt mắt này, sau đó đi theo hướng thành phố Đại Nguyên, hắn cần giao di vật này cho Hà Ngân Nhi, sau đó đem việc của ông chủ tiệm thuốc bắt nói cho nàng hay. Dương Giang không có vội lên đường, hắn vẫn như trước, trên đường ghé vào mỗi thành phố đó, tìm hiểu tình hình, nếu như gặp sự việc linh dị thì sẽ tiện tay xử lý, để cho thành phố đó tạm có được hòa bình và ổn định trong thời gian ngắn. Và trong quá trình đi đường, hắn nhìn thấy có rất nhiều thành phố bị linh dị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Rõ ràng chỉ là một hai việc linh dị không quá đặc biệt khó xử lý, nhưng mà lại khiến cho cả thành phố không một bóng người, hắn chỉ tìm thấy trong thành phố này có rất nhiều xác chết kỳ lại đã chết nhưng không bị thối rửa. Và trong thành phố được quỷ vực bao phủ, người sống thật chất là không thể rời khỏi đây được, chỉ có thể sống tạm cho qua ngày. Cho dù là thành phố này có tồn tại ác quỷ, nhưng mà sự uy hiếp lớn nhất lại không phải là ác quỷ, mà là người sống, dưới sự hoảng loạn và áp lực, người dân trong thành phố muốn sống tiếp thì phải không từ thủ đoạn, Dương Giang nhìn thấy rất nhiều thảm họa và bi kịch phát sinh, nhưng mà hắn không có ra tay cản trở. Chỉ là giải quyết xong sự việc linh dị rồi sau đó rời khỏi. Bởi vì Dương Giang luôn tuân thủ quy tắc của người phụ trách, chỉ quản sự việc linh dị, còn những việc xảy ra giữa người với nhau thì hắn đều không quản. Tốn hết thời gian 2 ngày, Dương Giang mới tới được thành phố Đại Nguyên. Hắn đi tới thị trấn Cổ Thái Bình mới được xây xong. Khó mà tưởng tượng, một thị trấn mới xây không được bao lâu mà lúc này lại náo nhiệt như vậy, đi tới đâu cũng là người, không hề có cảm nhận là bị linh dị ảnh hưởng. Dương Giang theo dấu vết của linh dị, đi tới một từ đường mới xây không lâu. Trong từ đường có đặt rất nhiều linh vị, nhìn các linh vị này như mới được làm ra và từng cái tên trên đó đều rất quen thuộc, đa số đều là đội trưởng của tổng bộ và một số người ngự quỷ đặc biệt mạnh, ngoài ra còn có rất nhiều vị trí bị bỏ trống, có lẽ là do chưa kịp thêm vào. Dương Giang lúc này nhìn một góc trong từ đường. Ở đó, Hà Ngân Nhi đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, cầm một miếng linh vị lên khắc từng nét một, không biết đang khắc tên của người mất nào. Dương Giang Hà Ngân Nhi lúc này mới phát hiện trong từ đường có một người đang đứng đó, nàng ngước lên nhìn, thì ánh mặt lộ ra một chút ngờ vực. Chỗ này sửa lại không tệ, những thứ cần có thì đều có đủ, giống y chang với thị trấn cổ Thái Bình cũ và quy mô càng rộng lớn hơn. Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi lại tiếp tục khắc linh vị, có rất nhiều người đều nói ngươi đã chết rồi, ta cũng cảm thấy ngươi chắc cũng đã chết, lần trước ta có tới thành phố Đại Sương thu thập rất nhiều di vật, thậm chí linh vị của ngươi cũng được làm xong, xem ra hình như đã ổn công rồi. Dương Giang nhìn lên chỗ đặt linh vị, quả nhiên trong đó tìm ra được một cái linh vị thuộc về mình. Không sao, chuẩn bị vẫn tốt hơn, Nói không chừng ngày nào đó ta chết đi, lần này ghé qua thành phố Đại Nguyên để đưa ngươi mấy món di vật, là di vật của người ngự quỷ thời dân quốc. Dương Giang ném một bao đồ cũ qua. Hà Ngân Nhi cầm lấy, "Cảm ơn." "Không cần cảm ơn, đợi ngày nào đó sau khi ta kết thúc thời đại linh dị này, ngươi có thể chiêu các ông lão thời dân quốc lên xem, để họ biết được tương lai là đẹp ra sao, kẻo họ chết không nhắm mắt." Dương Giang nói. Hà Ngân Nhi nghiêm túc nhìn Dương Giang, ngươi muốn kết thúc thời đại linh dị này sao? Chỉ dựa vào một mình ngươi, có làm được không? Cũng phải thử xem sao, chứ không sẽ chết rất là nhiều người. Dương Giang nói, và ta đã tới cấp bậc này, thì có những trách nhiệm là không thể đẩy được, cho dù trời có sụp xuống, thì còn có người cao to như ta. Có gì cần đến ta giúp đỡ không? Ta vẫn còn làm được. Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang nói, giờ vẫn chưa là lúc, giờ đã không thể nào dựa vào sức người để ổn định thế cuộc được nữa, bởi vì trong giới linh dị không có đủ số lượng người ngự quỷ xuất sắc, cho nên phải thay đổi cách nghĩ, phải nghĩ ra một phương pháp đặc biệt mới được. Vậy ngươi nghĩ ra chưa? Hà Ngân Nhi hỏi. Dương Giang nói, vẫn chưa, còn đang suy nghĩ, nhưng mà cũng đã có chút ý tưởng, chỉ là cách thực hành còn quá xa, ta cần một chút thời gian đi kiểm chứng có được không, việc này ngươi không cần lo lắng, nếu như ngày nào đó ta thực hiện kế hoạch, thì lúc đó ngươi sẽ biết. Được, vậy thì ta đợi tin tốt của ngươi." Hà Ngân Nhi nói. Dương Giang gật đầu, hắn không có tiếp tục ở lại đây, sau khi bàn giao một số việc thì đã rời khỏi thành phố Đại Nguyên, bởi vì thành phố này do Hà Ngân Nhi phụ trách, cho nên không có sự việc linh dị, hắn cũng đỡ mệt hơn, cho nên hắn đã tiếp tục đi tới những thành phố khác. Trên đường đi, hắn vẫn chưa gặp phải sự việc linh dị khiến hắn không cách nào giải quyết, các ác quỷ xuất hiện đều dễ dàng bị hắn bắt nhốt và có được huyết hồ nên số lượng ác quỷ bị dương gian bắt nhốt cũng được đã được tăng lên mạnh trong tương lai gần đây cũng không cần lo linh dị sẽ lấp đầy huyết hồ sau đó dương gian lại đi tới thành phố đại kinh hắn muốn xem liễu tam rốt cuộc có phải đã chết hay không nhưng mà trong thành phố đại kinh dương gian lại không tìm thấy dấu vết của liễu tam để lại nhưng mà trong thành phố đại kinh cũng không có phát sinh sự việc linh dị cho nên hắn đoán có lẽ liễu tam vẫn chưa chết chỉ là do trạng thái của bản thân nên buộc phải ẩn đi, nhưng mà trong bóng tối hắn vẫn chiêu cố đến thành phố Đại Kinh. Dương Giang cũng không có cố tình đi tìm kiếm Liễu Tam đã ẩn nút, hắn chỉ đi một vòng sau đó đã lặng lẽ rời đi. Rất nhanh, hắn đã đến thành phố Ô Du. Thành phố này rất quen thuộc đối với Dương Giang, bởi vì trong thành phố Ô Du đã tồn tại một sự việc linh dị khiến hắn nhớ đến giờ. Sự việc phòng 301 Cội nguồn của sự việc linh dị này, là một người ngự quỷ xuất sắc thời dân quốc sau khi chết đi đã ác quỷ thức tỉnh. Lần trước hắn tham gia nhiệm vụ đưa thư trong bưu cục quỷ cũng xém chút chết tại đây. Lần này quay về chốn cũ, hắn muốn giải quyết triệt để sự việc linh dị này. Với thực lực hiện tại của ta, muốn giải quyết ác quỷ thức tỉnh của mạnh tiểu động đã không thành vấn đề. Dương gian lần theo ký ức của mình đã đi đến một thị trấn cổ, địa hình của thị trấn cổ cũng có nhiều thay đổi lớn, có một bức tường cao to đã phong tỏa hoàn toàn khu vực này, đây là sự sắp xếp mà hắn trước khi rời khỏi đây để đề phòng ác quỷ rời khỏi khu vực sẽ tạo ra ảnh hưởng to lớn lúc này hắn đang đứng trên hàng rào cao nhìn khu thị trấn cũ nát này thị trấn này bị phong tỏa đúng một năm nhưng kỳ lạ là thị trấn cổ này vẫn giữ nguyên hiện trạng của một năm trước ngay cả bãi đất hoang cũng không mọc một ngọn cỏ dại nào chỉ có những hàng dấu chân kỳ lạ rất rõ ràng ở đây đâu cũng là dấu vết lang thang của ác quỷ và sau khi ác quỷ lang thang sức mạnh linh dị sẽ ảnh hưởng thực tế, cho nên đã duy trì được tình trạng nơi này. Giải quyết mạnh tiểu động không khó, nhưng bắt nhốt mới là phiền phức. Dương Giang suy nghĩ một lúc, hắn quyết định dùng đến quan tài màu đen. Trên đường quỷ đã giật được 10 cái quan tài, trong đó có 7 cái màu đỏ, 3 cái màu đen. Quan tài màu đen có thể bắt nhốt ác quỷ vô cũng đáng sợ, và mạnh tiểu đồng này là phải dùng đến một quan tài màu đen. Dương Giang dùng đến linh dị của huyết hồ, kết nối với khu dân cư quan giang ở thành phố Đại Sương. Một lúc sau, hắn từ trong huyết hồ lôi ra một quan tài màu đen. Sau đó Dương Giang dùng một tay nâng quan tài màu đen lên, một tay khác cầm lấy cây thương dài màu đỏ, sau đó hắn dùng quỷ vực trực tiếp đi tới khu thị trấn cũ bị phong tỏa. Hắn không có đi tới phòng 301 để xem, cũng không có cố tình tìm kiếm ác quỷ thức tỉnh của mạnh tiểu Đổng, mà hắn đi tới dưới phòng 301, sau đó đốt cháy nến quỷ màu trắng. Dương Giang định dùng nến quỷ màu trắng để thu hút đặc tính của ác quỷ, dù mạnh tiểu động ra, như thế sẽ ổn thỏa hơn. Xung quanh không có người bình thường, cũng có nghĩa là mạnh tiểu động không có cách nào từ quá khứ xâm nhập qua đây, đây cũng là lý do tại sao lúc trước ta thay đổi địa hình, phong tỏa khu thị trấn cũ này, nhưng mà bây giờ ta cũng muốn biết. Nếu không có sử dụng khởi động lại thì sự xâm nhập vô hạn của mạnh tiểu động còn có tác dụng đối với ta nữa không? Dương Giang đang nghe truyện trên TV audio CV đứng kế bên quan tài màu đen, yên tĩnh chờ đợi ác quỷ tới gần. Hắn cũng đang muốn dùng ác quỷ thức tỉnh của mạnh tiểu động để xác nhận thực lực của bản thân mình có đạt tới cấp độ người ngự quỷ xuất sắc thời dân quốc hay không. Một thị trấn cổ không người, Dương Giang đang đứng kế bên quan tài màu đen, đốt cháy nến quỷ màu trắng, đang yên tĩnh chờ đợi ác quỷ xuất hiện. Hôm nay hắn sẽ hốt xác của bà lão mạnh tiểu động thời dân quốc đó. Nếu như không giải quyết mối tai họa này, thì sau này ác quỷ này chắc chắn sẽ hình thành một sự việc linh dị vô cùng đáng sợ. Theo thời gian từ từ trôi qua, đến quỷ màu trắng không ngừng đốt cháy, bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Dương Giang lập tức đã nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ tòa nhà cũ không có người ở bên cạnh truyền đến, giống như có một xác chết đã chết từ lâu sống lại, và với sự xuất hiện của tiếng bước chân nặng nề, không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Cảm giác lạnh lẽo này là một cảm giác sai, có một sức mạnh linh dị nào đó quá lớn, bắt đầu ảnh hưởng cảm giác của con người. Ở dưới lầu. Không, không đúng, ở những nơi khác cũng có động tĩnh. Đột nhiên, Dương Giang liếc nhìn một cái. Ngoài ra ở góc đường cách đó không xa cũng có tiếng bước chân nặng nề như thế truyền đến, ngoài ra còn có một số âm thanh phát ra từ tòa nhà dân cư bên cạnh. Thì ra là vậy, lúc trước sau khi ta rời khỏi nơi này Tuy là đã cố gắng phong tỏa khu thị trấn này, xây tường cao lên, nhưng một năm trôi qua, cũng có người bị mạnh tiểu động tấn công, những người xui xẻo đó làm vật trung gian, đã gia tăng số lượng ác quỷ trong khu này. Dương Giang nghe được những động tĩnh đó thì đã lập tức hiểu được, bản thân mình phải đối mặt không chỉ một mình mạnh tiểu động, mà là rất nhiều người. Nhưng không sao, một người hay nhiều người đối với ta thì cũng như nhau, chỉ là không biết một cái quan tài có đựng đủ hay không hắn nhìn qua quan tài màu đen có ghi chữ điện trong lòng lại lo lắng không biết quan tài của mình có đủ dùng không rất nhanh trong hành lang tối om có bóng dáng của một bà lão xuất hiện gương mặt của bà lão này nhăn nheo đầy vết nám cả người không còn sức sống tỏa ra mùi xác chết nhàn nhạt giống như một người chết không biết vì sao vừa mới nhập quan thì đã tỉnh dậy nhưng mà xác chết không bị thối nát sức mạnh linh dị đáng sợ đã giữ lại hình dạng trước lúc chết của bà lão đồng thời phía sau của dương gian cũng xuất hiện một cái xác chết kỳ lạ ngoại hình cái xác này giống hệt bà lão vừa bước ra từ hành lang không chỉ vậy các cửa sổ của tòa nhà gần đó cũng có hình bóng bà lão đang lắc lư mạnh tiểu động sau khi chết đi hình như không có chia cắt linh dị của bản thân mức độ ác quỷ thức tỉnh của nàng có sự uy hiếp rất lớn nếu như không muốn gánh chịu nhiều lần bị ác quỷ tấn công thì tốt nhất nên ra tay trước không nên đợi tất cả quỷ tập hợp thì mới ra tay dương gian tuy tự tin nhưng lại muốn quá tự tin. Lúc này, hắn đang đối mặt với ác quỷ bước ra từ lối vào hành lang. Còn chưa đến gần, thì Dương Giang đã cảm nhận được một không khí lạnh lẽo đang bao trùm cả người hắn, đồng thời hình dáng bà lão mơ hồ đang từ từ chồng lên hắn, dường như muốn thay thế bản thân mình xuất hiện trên thế giới này. Dương Giang không có quan tâm đến sự xâm nhập linh dị này, hắn chỉ bước lên phía trước một bước, cơ thể và hình bóng hư ảo đó va chạm nhau hình bóng hư ảo đó của ác quỷ lập tức gánh chịu sự va chạm linh dị không tưởng tượng được, lập tức bị biến mất, không để lại một dấu vết nào. Bị dương gian đụng một cái, thì cũng giống như bị một chiếc xe buýt quỷ đụng phải, cộng thêm bản thân có quỷ huyết nên có thể cản lại được nhưng linh dị khác xâm nhập. Sự xâm nhập vô hạn của mạnh tiểu động đối với hắn đã không hề có tác dụng. Đối diện với tình hình này, Dương Giang cũng không cảm thấy bất ngờ, mà lại cảm thấy phải thế, nếu như đến giờ bản thân mình còn không có cách nào chống lại sự xâm nhập của linh dị, vậy thì hắn làm gì có tự cách đi kết thúc thời đại linh dị này chứ? Đi tới trước mặt ác quỷ, Dương Giang bắt lấy cánh tay khô gầy và lạnh lẽo của mạnh tiểu động. Không có quá nhiều động tác. Dương Giang muốn biết với tình hình bản thân không dựa vào vũ khí linh dị thì có khả năng đánh thắng ác quỷ ở trước mặt không? Quỷ ở trước mặt vừa mới tiếp xúc với Dương Giang thì đã ngừng bước, nhưng mà đôi mắt chết chóc đó vẫn đang nhìn chầm Dương Giang, chứ không có như vậy mà chìm trong tĩnh mịch như trong suy đoán. Dương Giang cảm nhận được cánh tay gầy guộc đang có cảm giác run rẩy, khiến hắn có ảo giác được giải thoát, và cảm giác này theo thời gian càng trở nên mạnh mẽ, dường như cứ tiếp tục như vậy, thì ác quỷ ở trước mặt sẽ mất đi khống chế. Giữa linh dị đo sức với nhau như vậy, tạm thời chưa phân thắng bại. Nhưng trong thời gian ngắn, Dương Giang sẽ chiếm ưu thế. Chỉ dựa vào xe buýt quỷ thì chưa đủ khiến cho mạnh tiểu động mất đi năng lực hoạt động, nhưng nếu có thêm quỷ huyết thì sao? Ánh mắt của Dương Giang sững lại, sau đó hắn bắt lấy cánh tay nơi đang chảy máu của mạnh tiểu đổng. Mà máu chảy ra cũng rất kỳ lạ, nó không nhỏ xuống đất mà chảy dọc theo cánh tay gầy guộc, với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhuộm đỏ bà lão đáng sợ đó. Theo khu vực bị máu bao phủ ngày càng lớn, thì cảm giác khiến cho Dương Giang bị trói buộc đã biến mất, đồng thời, ác quỷ ở trước mặt cũng từ từ tỉnh mịch. Lúc quỷ huyết triệt để bao trùm cả xác chết của bà lão, thì đôi mắt đáng sợ đó mới từ từ nhắm lại. Mạnh Tiểu Động triệt để chìm trong tĩnh mịch. Quỷ huyết cộng thêm xe bít quỷ có thể thắng Mạnh Tiểu Động và còn có thể không quan tâm đến sự xâm nhập vô hạn của Mạnh Tiểu Động. Như thế tính ra, ta so với những người ngự quỷ xuất sắc thời dân quốc vẫn không đến nổi tệ, xếp ở giữa chắc cũng không thành vấn đề. Trong lòng của Dương Giang suy nghĩ, tuy là hắn bây giờ chỉ đối phó với một Mạnh Tiểu Động, chứ không phải nhiều Mạnh Tiểu Động và mạnh tiểu đổng có búp bê chết thay và ác quỷ búp bê gỗ vẫn chưa dùng đến nhưng hắn cũng còn có quỷ vực chín tầng còn có sự khởi động vô hạn cho nên đánh giá như vậy không phải là tự khen thậm chí tính ra còn có chút khiêm tốn sách ác quỷ sau khi tỉnh mịch dương gian quăng vào trong quan tài màu đen sau đó đóng nắp quan tài lại quan tài màu đen dường như là một dụng cụ thiên nhiên bắt nhốt ác quỷ ác quỷ sau khi nằm vào trong quan tài màu đen thì giống như xác chết yên tĩnh vậy không có gây bất kỳ động tĩnh nào. Ngoài trừ con này ra, xung quanh còn có 8 con ác quỷ số lượng không hẳn là nhiều. Sau đó quỷ nhãn của hắn chuyển động. Vào lúc này tám bà lão đáng sợ khác giống hệt nhau đang đến gần. Dương Giang lúc này cũng không bảo lưu, hắn lấy cây thương dài màu đỏ ra, dùng đến vũ khí linh dị, với tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy con quỷ này, sau đó bắt nhốt toàn bộ vào trong quan tài màu đen. Cái quan tài này đã đựng đến chính mạnh tiểu động sau khi bị hắn triệt để giết chết. Quan tài này có lẽ nên chôn ở giữa khu rừng ở ngoài nhà cổ, chôn gần mộ của trương động đó. Dương Giang đã sờ lên chiếc quan tài màu đen lạnh lẽo đó, tự nhiên hắn lại có cách như như vậy. Khuyết hồ dưới chân lần nữa xuất hiện, đã nuốt chững quan tài màu đen đó. Chuyến đi này đã thành công giúp mạnh tiểu động hốt xác. Nhưng mà Dương Giang không có gấp gáp mà rời khỏi đây, hắn bước vào trong tòa nhà cũ ở trước mặt, sau đó nhanh chóng lên lầu đi tới phòng 301. Cửa phòng đang ở trạng thái mở ra, đồ đặt bên trong được sắp xếp đơn giản gọn gàng ngăn nắp, cho dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng nơi này vẫn không hề bừa bộn, chỉ là có thêm một chút bụi, càng khiến cho đây có chút hiu quạnh. Dương Giang bước vào trong phòng 301 vô cùng đáng sợ của lúc trước, hắn đi một vòng quanh phòng khách, cuối cùng ánh mắt nhìn lên bức tranh sơn dầu treo trên tường. Trong bức tranh là một người đàn ông trẻ khôi ngô tuấn tú, ăn mặc thời dân quốc là bức tranh của Trương Động. Dương Giang nhìn bức tranh, trong lòng thầm thở dài. Nghĩ tới trước đây khi Mạnh Tiểu Động và Trương Động còn trẻ chắc cũng có qua một câu chuyện. Chỉ đáng tiếc là thời gian không tha ai, lúc trước hai người còn đang hăng say, thì giờ đã ác quỷ thức tỉnh, trở thành hai cái xác đáng sợ, một người ngồi trên ghế thái sư trong ngôi nhà cổ, một người nằm trong một chiếc quan tài màu đen. Hắn đem bức tranh đi, xem như là vật chôn chung với Mạnh Tiểu Động. Tiếp theo Dương Giang bước vào trong phòng định đem đi một số di vật của mạnh tiểu động, nhưng mà hắn phát hiện trong phòng có dấu vết của người từng tới qua đây, bị mất rất nhiều di vật, và cũng không thấy đồ vật linh dị, ngay cả cái giá giường màu đỏ ở giữa phòng cũng biến mất. Chắc là trước đó Hà Ngân Nhi và Lý Nhạc Bình từng tới qua đây. Trong lòng của Dương Giang đoán vậy. Với thực lực của họ thì có thể hoàn toàn tránh được mạnh tiểu động và dễ dàng bước vào phòng 301 lấy đồ đi. Nếu như căn phòng đã dọn hết vậy thì Dương Giang cũng không có ở lại, hắn lập tức xoay người rời khỏi nơi này. Trước khi rời đi, hắn đã trực tiếp dọn sạch thị trấn cũ này, đồng thời cũng phá bỏ tường bao quanh thị trấn cũ, với tình hình có quỷ vực, muốn thay đổi địa hình chỉ là một chuyện rất là đơn giản, đương nhiên mục đích phá bỏ cũng là muốn giảm bớt nỗi hoảng sợ của thị trấn này, nếu như để lại những ngôi nhà cổ này. Sẽ khiến cho nhiều người nghi ngờ nơi đây có ác quỷ. Với sự biến mất kỳ lạ của những ngôi nhà cổ với những bức tường cao, thì nơi đây đã trở thành một một khoảng trống lớn. Tin rằng mấy năm sau, khoảng trống này sẽ được xây lầu hình thành một khu mới và những cư dân mới sẽ sinh sống trong đó. Còn về câu chuyện của phòng 301 này chỉ có thể nhìn thấy trong cuốn sổ tay của Dương Giang. Đi thành phố tiếp theo xem sao. Dương Giang tiếp tục đi tiếp, hắn đang quét sạch linh dị và cũng đang giải quyết một số tai họa ngầm. Tuy là không phải mỗi một thành phố đều có để lại dấu chân của hắn, nhưng khi quỷ nhãn của hắn từng quét qua thì nơi đó ít ra sẽ an toàn. Với hành động tiếp tục này của hắn, rất nhanh, trong tổng bộ và giới linh dị hiện giờ phát hiện, những sự việc linh dị ở mỗi nơi đã giảm bớt với một tốc độ khó tưởng, đồng thời họ cũng nhận ra rằng, quỷ nhãn dương gian trong truyền thuyết đã quay về và đang giải quyết linh dị, ổn định thế cuộc, còn có người tin rằng thời thế linh dị loạn lạc này không lâu nữa sẽ kết thúc. Mọi thứ lại hồi phục như trước. Nhưng Vương Quốc Cường trong tổng bộ hiểu rõ, cách làm này của Dương Giang chỉ là trị ngọn chứ không trị gốc. Nhưng dù là vậy, cục diện tạm thời chuyển biến tốt, cũng khiến cho Vương Quốc Cường thở nhẹ nhàng, đồng thời danh tiếng của tổng bộ lần nữa được đánh vang. Dương Giang này quả là không hổ danh là lá bài vàng do Tào Diên Hoa và Vương Tiểu Minh để lại cho tổng bộ, thật sự khâm phục họ, đã ở trong hoàn cảnh lúc đó mà không hề do dự đã lựa chọn Dương Giang làm đội trưởng chấp pháp giao hết cả tổng bộ cho một người, và vào lúc đó, Dương Giang cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Có không ít đội trưởng hơn cả hắn. Vào lúc này, Vương Quốc Cường mới ý thức được Tào Diên Hoa và Vương Tiểu Minh lúc trước đã sáng suốt ra sao. Một khi mà chọn nhầm người, thì tình hình hiện giờ đã sớm trở nên nghiêm trọng. Trong hai ngày gần đây Dương Giang đã đi qua rất nhiều thành phố và cũng giải quyết rất nhiều sự việc linh dị bởi vì có sự xuất hiện của hắn nên đã dẫn đến tình hình đang tệ giờ đã có bước chuyển tốt, tình hình nhanh chóng tốt hơn, thậm chí trong giới linh dị có không ít người cùng cảm thấy chỉ cần có hắn thì sự việc linh sẽ luôn ở trong phạm vi có thể khống chế. Cái gọi là loạn thế mãi mãi sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng Dương Giang lại không nghĩ vậy, ngược lại khi càng hiểu rõ hơn thì trong lòng hắn lại càng nặng nề hơn hắn phát hiện sự việc linh dị bị mất khống chế không chỉ là do lúc trước đánh nhau với tổ chức quốc vương mà gây ra mà là hiện giờ linh dị đã bắt đầu xâm nhập hoàn toàn vào trong thế giới hiện thực cứ theo xu hướng này thì thế giới này không cần bao lâu nữa thì sẽ triệt để hòa nhập vào nơi linh dị nào đó thật ra thì mọi thứ đều có dự báo trước ví dụ như phúc thọ viện ở thành phố đại hải nơi đất mộ nhìn không thấy điểm dừng vốn là nơi linh dị nhưng sau này do linh dị bị mất khống chế nên đã xuất hiện trong thế giới hiện thực cũng ví dụ như nơi linh dị ở thị trấn bạch thủy vốn dĩ thị trấn bạch thủy chỉ là một thị trấn bình thường không có gì đặc biệt nhưng đột nhiên có một ngày linh dị và hiện thực đã tiếp nối với nhau thị trấn bạch thủy bị linh dị xâm nhập kết quả là xảy ra sự việc linh dị những chuyện như vậy còn có rất nhiều và tần số xuất hiện cũng ngày càng nhanh trong quá trình dương gian đi trải nghiệm cũng nhìn thấy không ít ngay cả hắn cũng không có cách nào xử lý được sự giao tiếp giữa hiện thực và nơi linh dị chỉ có thể thông qua di dời người dân phong tỏa khu vực nguy hiểm đó thì mới có thể giảm bớt thương vong xem ra những gì ông chủ tiệm thuốc bắt đoán là không sai hiện thực có lẽ mới chính là thế giới của ác quỷ ở còn nơi linh dị chính là nơi ở của con người ác quỷ chỉ là quay trở về nơi ở của nó mà thôi chứ không thi tại sao bây giờ lại có nhiều nơi linh dị xuất hiện trong thế giới hiện thực chứ dương gian lúc này cũng bất giác mà có cách nghĩ như vậy trong lúc suy nghĩ như vậy thì hắn đã đi một vòng lớn đi tới một thành phố rất là quen thuộc thành phố đại đông đây là thành phố do vương sát linh phụ trách nhưng bên tổng bộ nói vương sát linh đã chết rồi thành phố đại đông bây giờ đã không có người phụ trách mới cũng may vương sát linh chết không lâu nên thành phố đại đông vẫn còn duy trì được sự ổn định tương đối nhưng mà tai họa ngầm đã được chôn sâu thành phố đại đông đã xuất hiện sự việc linh dị và số lượng không ít đây có thể là tai họa do lúc trước giao đấu với tổ chức quốc vương để lại dù gì lúc trước thành phố đại đông cũng là một nơi thị phi tùy là sau khi xong việc đã được vương sát linh giải quyết một phần nhưng sau khi hắn chết đi thì các nguy hiểm tiềm ẩn lại từ từ hiện ra sự việc linh dị trong thành phố đại đông đã không còn khống chế được nữa nhưng mà khi còn sống vương sát linh đã có sắp xếp thông minh phong tỏa khu vực rộng hơn nghiêm cấm con người bước vào dẫn đến khu linh dị tuy tuy có tồn tại rất nhiều ác quỷ nhưng kết quả lại không có gây ra phiền phức gì lớn. Dương Giang đi trên con đường yên tĩnh không một bóng người, hắn liếc nhìn một cái, thì đã nhìn thấy cửa sổ thủy tinh gần tòa nhà có phản chiếu một gương mặt trắng bệch của người chết. Nhưng phía sau cửa sổ thủy tinh lại không có một người nào. Hắn còn nhìn thấy đèn đường ban ngày vẫn còn sáng, mà ánh sáng lại chớp nháy, giống như bị ngắt dây điện vậy. Nhưng mà khi Dương Giang mở quỷ nhãn ra thì lại thấy một hình bóng đang đứng yên trên cột điện, và càng kỳ lạ hơn là cái xác kỳ lạ này lại lắc lư trong không trung, nhìn giống như đang chơi xích đu vậy. Mỗi một lần nó lắc qua đây thì đèn sẽ tắt và sau đó khi cái xác lắc qua kìa thì đèn lại sáng lên. Cái xác kỳ lạ cứ thế lắc lư, đã tạo ra ánh sáng chớp tắt chớp tắt. Ngoài ra, dương gian thậm chí ở bên đường cũng nhìn thấy ác quỷ, đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, quần áo có chút cũ, nhìn sơ qua thật chất không giống quỷ, mà nhìn giống người hơn khi dương gian bước qua người phụ nữ kỳ lạ đó nhìn dương gian mỉm cười nụ cười rất ngọt ngào và hắn lại nhìn thấy trên người của phụ nữ đó các đống xác chết một đôi mắt chết chóc đáng sợ không còn một chút sinh khí dương gian không có ra tay đối với các ác quỷ này vì hắn biết trong đây còn có rất nhiều quỷ hắn cần giải quyết toàn bộ trong một lần một cho nên hắn mới không quan tâm linh dị xung quanh trực tiếp đi tới trung tâm khu vực linh dị cũng giống như trước đó ở thành phố đại xuyên Dương Giang đã đốt nến quỷ màu trắng, sau đó trong huyết hồ lấy đồng hồ quả lắc lên. Bây giờ linh dị của đồng hồ quả lắc không còn tác dụng nhiều đối với ta, thay vì uổng phí trong tay ta thì trả về cho thành phố Đại Đông vậy. Trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy. Nến quỷ màu trắng được đốt lên, hiện tượng linh dị xung quanh xuất hiện ngày càng nhiều, đồng thời Dương Giang cũng nhìn thấy các ác quỷ trong khu vực này cũng đang đi về hướng của mình. Dương Giang im lặng, chỉ đợi tất cả ác quỷ tập hợp. Khoảng 10 phút sau. Con đường vốn vắng vẻ nhưng lúc này đã đầy các hình bóng đáng sợ. Dương Giang đứng ở giữa, không hề bị ảnh hưởng, cho dù là hắn không cẩn thận kích hoạt quy luật giết người của ác quỷ thì cũng không sao, ác quỷ dám tấn công hắn thì kết cục cũng chỉ có một, đó là bị hắn đánh bay ra ngoài, sau đó không thể nào bò dậy được. Chắc đủ rồi. Đợi tới khi nến quỷ màu trắng đốt được nửa cây thì Dương Giang đã cầm nến quỷ màu trắng và đồng hồ quả lắc bước vào trong một tòa nhà. Sau khi tòa nhà này bị cuốn vào khu vực linh dị thì sớm đã bị bỏ hoang. Sau đó Dương Giang bước vào, ác quỷ cũng bước vào trong tòa nhà. Đồng hồ quả lắc của Vương gia hôm nay xem như ta đã trả về, để tránh sau này đời sau của Vương gia lại kiếm ta đòi, và bây giờ đồng hồ quả lắc cũng không còn tác dụng đối với ta nữa, đặt ở đây để bắt nhốt ác quỷ cũng tốt hơn lãng phí khi bỏ trong huyết hồ của ta. Sau đó Dương Giang khởi động đồng hồ quả lắc, điều chỉnh thời gian bắt nhốt ác quỷ vào một khoảng thời gian khác. Cũng giống như nhà cổ Vương gia lúc trước vậy. Sau khi Dương Giang xử lý xong việc của thành phố Đại Đông và chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà hắn nhìn thấy ở không xa có một tòa nhà rất quen thuộc nên đã chìm trong suy nghĩ. Tòa nhà này là phòng làm việc trước đây của Vương Sát Linh, sau này cũng là nơi mở cuộc họp với đội trưởng trong tổng bộ. Chỉ là bây giờ, người đi lầu trống, tòa nhà đã bị phong tỏa bỏ hoang rồi. Phải rồi, tổng bộ nói vương sát linh đã chết rồi vậy thì đời thứ tư của vương gia đã ra đời rồi chứ tính theo thời gian thì đời thứ tư của vương gia cũng được mấy tháng tuổi đời thứ tư của vương gia này sau này lớn lên hắn có thể dễ dàng khống chế được năm con ác quỷ dương gian sau đó suy ngẫm sự tồn tại đời thứ tư của vương gia có thể không quan tâm nhưng không thể không tìm hiểu ta phải đi gặp đời thứ tư của vương gia này nghĩ tới đây Dương Giang đã nhìn qua cây thương dài màu đỏ trong tay, sau đó cầu nguyện, dẫn đi tới tới nơi ở đời thứ tư của Vương gia. Sau khi cầu nguyện, cây thương dài màu đỏ bắt đầu rung nhẹ. Sau đó có một sức mạnh linh dị không giải thích được đã xuất hiện, cây thương dài màu đỏ đã không khống chế mà bay theo một hướng. Quả nhiên, chỉ cần cầu nguyện tìm người, lời cầu nguyện này cũng đơn giản, đời thứ tư của Vương gia vừa mới ra đời nên vẫn chưa thể khống chế sức mạnh linh dị cho nên không thể nào hình thành linh dị bảo vệ, ngăn chặn các sức mạnh linh dị khác dò xét. Dương Giang đuổi theo cây thương dài màu đỏ. Rất nhanh, hắn đã rời khỏi thành phố Đại Đông, cuối cùng đã đi tới một thôn quê nhỏ không bắt mắt. Thì ra là vậy, Vương Sát Linh đã thu xếp cho vợ và con hắn ở nơi này. Dương Giang quét nhìn qua thôn này. Người ít, hẻo lánh, không có sự việc linh dị nhưng mà khi hắn vừa bước vào nơi này thì đã cảm nhận được không khí linh dị đáng sợ tồn tại trong biệt thự không khí linh dị này rất quen thuộc dương gian không chỉ tiếp xúc một lần đó là do vương gia lan tỏa ra quả nhiên tổ tiên ba đời của vương gia đều ở đây dương gian cầm cây thương dài phất lờ sự cản trở của cổng tường cao và hắn trực tiếp bước vào vừa bước vào thì hắn đã nhìn thấy một người phụ nữ đang ẩm một đứa bé mấy tháng tuổi đang ngồi phơi nắng ở trong sân và bên cạnh đứa bé đó lại quanh quẩn những hình bóng trắng đen kỳ lạ và một trong những hình bóng đó là vương sát linh vừa mới chết. "Ngươi là vợ của vương sát linh?" Dương Giang mở miệng hỏi. A à Chân nghe được âm thanh đã bất ngờ giật mình, sau đó có chút kinh hãi và vội vàng nhìn lại, khi nàng vừa nhìn thấy Dương Giang trong mắt lộ ra vẻ lo lắng mãnh liệt, hai tay vô thức mà ôm chặt lấy đứa bé. "Dương, Dương đội." A à Chân lo lắng có chút lắp bắp, rõ ràng là nàng nhận ra Dương Giang dù sao thì dung mạo của dương gian cũng rất rõ ràng trên trán có quỷ nhãn còn có cây thương dài kỳ lạ và khuôn mặt trẻ có chút non nớt ngươi quen biết ta dương gian hỏi vương vương tổng từng nhắc qua ngươi ở trước mặt ta a chân lo lắng trả lời dương gian nhìn qua đứa bé thấy được a chân chăm sóc đứa bé rất cốt đứa bé mập mạp vô cùng khỏe mạnh đây là đời thứ tư của vương gia sao đúng vậy đây là con của ta và vương tổng." A Chân không dám che giấu, trả lời thành thật, bởi vì nàng hiểu ra năng lực của đội trưởng trong tổng bộ, bản thân mình ở đây cũng có thể điều tra được, vậy những chuyện khác thì càng không thể nào giấu được. Dương Giang nói, "Không tệ, là một bé trai rất khỏe mạnh, xem ra sau này hắn lớn sẽ tiếp quản vương gia. Ta chỉ muốn con của ta khỏe mạnh mà trưởng thành, không muốn hắn đi tham gia sự việc trong giới linh dị." A Chân nói nhỏ, đồng thời cũng thể hiện rõ thái độ của mình. Dương Giang lộ ra một nụ cười, chỉ là nụ cười này A Chân cảm thấy vô cùng lạnh lùng, một đứa bé giá ngự năm con quỷ, thì sau này hắn làm gì có thể không quan tâm chứ, hay ngươi muốn hắn giống như Vương Sát Linh, lặp lại con đường đó sao? Nếu như Vương Sát Linh sớm chấp nhận sự thật, vậy thì hắn nhất định sẽ trở thành một người ngự quỷ vô cùng mạnh lớn, chứ không phải trở thành một vong hồn đứng ở bên đó. Hãy dạy hết cho hắn về tất cả những chuyện trong giới linh dị. Tương lai của nó đã định sẵn sẽ tiếp xúc với linh dị, đây là số phận của Vương gia. Và số phận của ngươi là phải dạy ra một người ngự quỷ mạnh mẽ và chính trực, ta không muốn nhìn thấy đời thứ tư của Vương gia đi con đường sai trái, chứ không sẽ do ta tận tay hủy diệt hắn. Nghe những lời này, trong lòng của A Chân rung lên, nàng nhìn Dương Giang có chút sợ hãi. Nàng hiểu rõ, Dương Giang có thực lực này và cũng có thể làm được những việc này. Ta, ta biết rồi, Dương đội A chân không thể nào từ chối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Dương Giang nói xong và để lại một số điện thoại, đây là số điện thoại của ta, có chuyện gì có thể tìm ta, cho dù ta chết thì cũng sẽ có những người khác chăm sóc các ngươi cho đến khi đời thứ tư của Vương gia trưởng thành. Hãy sống thật tốt, sau này sẽ không có người đến quấy nhiễu các ngươi. Hắn không ở lại lâu, chỉ là nhìn đứa bé thêm lần nữa, sau đó đã xoay người rời khỏi. Dương Giang vừa đi, a chân mới thở nhẹ nhõm được cho dù là dương gian nói chuyện rất khách sáo rất chăm sóc mình nhưng trong vô hình lại cho ta cảm thấy áp bức khiến cho người khác không thở được a chân nhìn đứa bé đáng yêu lại ngây thơ trong lòng mình đã không cầm được mà rơi lệ bởi vì nàng hiểu rõ sự tàn khốc trong giới linh dị ngay cả vương sát linh thân là đội trưởng cũng chết thì con của mình nếu bước vào giới linh dị thì tương lai phải chăng cũng sẽ có kết cục như vậy nhưng mà a chân cũng hiểu Lời nói của Dương Giang không sai. Bên cạnh đời thứ tư của Vương gia có đến năm con ác quỷ đi theo thì làm sao có thể không quan tâm chứ? Nếu đã không thể trốn tránh, vậy thì ngươi chỉ có thể gánh lấy sứ mạng đời thứ tư của Vương gia, phải trở thành một người ngự quỷ xuất sắc hơn những người ngự quỷ khác, cũng giống như Dương đội vậy, mạnh đến nỗi phải khiến cho người khác khiếp sợ. A chân nói thầm, giây phút này nàng đã quyết định sẽ dạy dỗ đứa bé trở thành người ngự quỷ mạnh nhất của Vương gia. Tuy nàng chỉ là một người bình thường, nhưng nàng cũng hiểu rõ, bản thân mình cho đứa bé không phải là sức mạnh, mà là lòng can đảm, trí tuệ và học thức. Thế giới đen tối, ngôi nhà cổ u ám, rừng già dày đặc. Dương gian phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và linh dị, lần nữa đi tới nơi chỉ có xe buýt quỷ mới tới được. Đây là nơi chôn cất trương động. Nhưng mà lần này hắn không có bước vào ngôi nhà cổ, mà là vòng qua tòa nhà nguy hiểm này, sau đó dọc theo một con đường ngoằn ngoèo đi vào sâu trong rừng rậm. Gió lạnh thổi qua, cây cổ thụ bên cạnh xào xạc. Khác với lần trước, lần này trước mặt của Dương Giang không bị ác quỷ ngăn cản và cũng không cần đưa tang, cho nên trên đường đi rất an toàn và hiện tại Dương Giang cũng không cần lo lắng cho dù có gặp phải ác quỷ, hắn bây giờ hắn có thể hoàn toàn đối phó nguy hiểm ở nơi này. Đến rồi. Rất nhanh, Dương Giang đã đi tới chính giữa khu rừng già. Đây là một bãi đất trống cố tình được dọn dẹp. Trên bãi đất trống có đến 6 ngôi mộ cổ không, là 7 ngôi mộ cổ. Dương Giang nhìn thấy một ngôi mộ mới xây không lâu, trên bia mộ ở trước mặt có một tấm di ảnh trắng đen, người trong tấm di ảnh chính là ông lão tiệm thuốc bắc và phía dưới tấm ảnh có khắc một hàng chữ. Mộ của Trương Bác Hoa. Thì ra tên của ông chủ tiệm thuốc bắc là Trương Bác Hoa. Đến bây giờ Dương Giang mới biết được họ tên của ông lão đó. Nhưng mà hắn cũng hiểu trong giới linh dị thường thì không mấy tự nguyên bộc lộ tên thật ra ngoài, bởi vì có rất nhiều linh dị có thể thông qua tên làm vật trung gian, từ đó đối phó người đó. Ngôi mộ này nhìn có vẻ mới xây, nhưng nhìn có vẻ ít nhất đã được một hai tháng, và ở mấy ngày trước, ta còn gặp ông lão này trong tiệm thuốc bắc, cho nên người nằm dưới mộ không phải là Trương Bác Hoa, có thể là phần còn lại của cơ thể hắn. Dương Giang nhớ lại, ông chủ tiệm thuốc bắc bây giờ chỉ còn lại cái đầu, nhưng cơ thể lại không thấy đâu, xem ra đã được chôn ở đây. Sau đó hắn nhìn qua những ngôi mộ khác, trong lòng xuất hiện một nghi vấn. Ví dụ như mộ của Lý Khánh đã tồn tại lâu vậy, nhưng cái xác của Lý Thắng lại ở trong khách sạn Grand Cây Sa, với tình hình này, thì trong mộ đã chôn thứ gì? Và ví dụ như người quản lý đời thứ nhất của bưu cục quỷ, La Văn Tùng, sau khi chết ác quỷ thức tỉnh, cái xác bây giờ được dương gian nhốt trong một cái thùng bằng vàng, và cái thùng đó được ở trong nhà an toàn số 1 trong khu dân cư quan giang còn có mộ của Mạnh Tiểu Đổng cũng như vậy. Vào năm ngoái, Mạnh Tiểu Đổng vẫn chưa chết, nhưng mộ đã được xây lên rồi. Có lẽ, chôn dưới mộ không chỉ đơn giản là một cái xác, mà là một sự trải nghiệm. Trong lòng của Dương Giang suy nghĩ như vậy. Sau đó hắn dùng linh dị của huyết hồ, đào cái quan tài màu đen lên. Trong quan tài màu đen đã bắt nhốt ác quỷ thức tỉnh của Mạnh Tiểu Đổng. Dương Giang đã dùng đến linh dị của quỷ lừa đảo để tạo ra một cái xẻng, sau đó đã đào bên cạnh mộ của mạnh tiểu đổng một lúc sau thì một cái hố lớn đã được hình thành dương gian chôn cái quan tài màu đen xuống sau đó ở phía trên đã đặt bức tranh sơn dầu lên xem như vật chôn cùng tiếp theo là lấp đất lại mạnh tiểu đổng này sau khi chết cũng muốn quay về đây gặp trương động vào lúc này dương gian đột nhiên hiểu rõ tại sao lúc trước khi mình đi đưa thư trong ngôi mộ cổ đã gặp mạnh tiểu đổng rõ ràng là mạnh tiểu đổng thật sự đã chết trong phòng 301, nhưng cuối cùng lại ly kỳ xuất hiện trong ngôi nhà cổ này, và xém chút đã bị diệt cả đoàn. Bây giờ Dương Giang đã hiểu, chắc chắn là do mạnh tiểu đổng trước khi chết đã sắp xếp trước, và thông qua xâm nhập vô hạn đã khiến cho bản thân mình đi tới nơi này để tham dự tang lễ của Trương Động, bởi vì nàng biết rằng mình sẽ không thể nào chống cự được tới lúc đó. Cho nên lúc đó Dương Giang mới gặp phải mạnh tiểu động đã trở thành ác quỷ. Xem có vẻ như trùng hợp, nhưng thực tế thì mọi thứ đã được sớm sắp xếp sẵn. Sau khi chôn mạnh tiểu động, khi Dương Giang chuẩn bị rời khỏi, hắn không muốn ở lại đây lâu, bởi vì Trương Động đang ở trong nhà của cách đó không xa, hắn không muốn bị một con ác quỷ đáng sợ nhắm trúng. Và trong lúc hắn chuẩn bị phá vỡ giới hạn giữa hiện thực và linh dị để trở về hiện thực thì, liếc qua một cái thì lại nhìn thấy một nén nhang đã tàn được cắm ở trước một ngôi mộ cũ. Đó không phải là nhang bình thường, mà là nhang chiêu hồn, là đồ vật linh dị do người chiêu hồn ở thị trấn Cố Thái Bình mới có thể chế tạo ra được, sau khi đốt lên có thể gọi hồn của bất kỳ người nào quay về. Nhớ lại những gì chị Hồng đã nói, cấp bậc của ta quá thấp, biết nhiều quá cũng vô dụng, đợi tới khi ta đạt tới cấp bậc của họ thì tới đây lần nữa, đốt một nén nhang, có thể gọi bất kỳ người nào tại đây. Dương Giang đột nhiên nhớ lại lời hẹn ước này. Chị Hồng cứ tưởng Dương Giang muốn trưởng thành đến cấp bậc của nàng cũng phải cần thời gian 2-3 năm. Nhưng mà mới nửa năm hơn trôi qua thì hắn đã làm được. Có lẽ lời hẹn này có thể tới sớm hơn. Có nên đốt cháy xem sao không? Ánh mắt của Dương Giang hơi động nhẹ, nhìn đoạn nhang đó có chút do dự. Hắn đã gặp qua mấy người ngự quỷ còn sống trong thời dân quốc, ví dụ như ông chủ tiệm thuốc Bắc Trương Bác Hoa, chiêu hồn xuất hiện La Thiên và còn có người đốt nhang chiêu hồn Trương Ấu Hồng, thậm chí thông qua chiếc ghế thái sư kỳ lạ trong nhà cổ mà tiếp xúc qua với Trương Đổng. Duy nhất chưa gặp qua chỉ còn có hai người này, Mạnh Tiểu Đổng và La Văn Tùng. Mà đoạn nhang này lại cắm ngay trước mộ của La Văn Tùng. Cho nên, đoạn nhang chiêu hồn này sẽ chiêu vong hồn của La Văn Tùng. Còn việc sao lại sắp xếp như vậy, thì Dương Giang cũng không biết, có lẽ sau khi đốt lên thì hắn mới biết được. Nhưng mà Dương Giang vẫn còn do dự. Không phải là có tồn tại nguy hiểm gì, mà là hắn cảm thấy những thứ này đây không có ý nghĩa thời đại linh dị đã xuất hiện người xuất sắc thời dân quốc toàn bộ đã bị chôn cho dù là vong hồn tạm thời quay về thì như thế nào chứ nhưng những người già thời dân quốc này đã sớm có sắp xếp từ trước trong đó có khi nào có hình bóng của ông tần khi ông tần còn sống là có năng lực nói chuyện với bản thân mình trong tương lai cho nên những tin tức manh mối quan trọng do ông tần để lại là vô cùng dễ dàng đốt thử xem sao chứ không trong lòng cứ hay nhớ hoài cuối cùng dương gian đã lựa chọn hắn không gấp gáp rời khỏi mà xoay người đi tới trước mộ của la văn tùng mộ của la văn tùng ở đây cũng được mấy năm rồi thậm chí trên di ảnh cũng là hình dạng còn trẻ của hắn đốt cháy đoạn nhang chưa đốt hết đi kèm với một làn sương mù kỳ lạ dương gian cảm thấy trong làn sương mù có một bóng người đang nhanh chóng ngưng tụ đồng thời một bầu không khí linh dị khiến cho người ta bất an đang bắt đầu khuếch tán ra xung quanh dương gian lui ra xa một đoạn không muốn bị làng sương bao phủ đồng thời cũng đang đề phòng la văn tùng được chiêu hồn ra hắn ở thị trấn bạch thủy từng có qua một sự trải nghiệm hư ảo đại khái hiểu được sự đáng sợ của la văn tùng này cả người đều là lời nguyền linh dị chắc chắn chết và cái lời nguyền linh dị chắc chắn chết này còn có thể chồng lên nhau một khi ra tay thì sẽ chết không hề cho người ta thời gian phản ứng cho nên đề phòng là rất cần thiết dù gì dương Giang cũng không biết lúc còn sống tính cách của la văn tùng rốt cuộc là như thế nào hắn cũng là từ một số cách làm và sắp xếp sau khi chết của la văn tùng mà suy đoán đại khái sương mù ngày càng dày đặc cho đến khi phủ lấp mọi thứ nhan chiêu hồn lúc này đã phát huy đến cực hạn một vong hồn đã chết từ lâu lúc này đã được đưa trở lại và xuất hiện lần nữa khự khự một tiếng ho nhẹ vang lên người trong sương mù hình như bị sặc sau đó có một người đàn ông hơi già bước ra từ trong sương mù. Người đàn ông này khoảng chừng 50 tuổi, tuổi tác không lớn lắm nhưng trên mặt đầy vết xác chết và toàn thân lạnh lẽo, nhìn rất thấm, đôi mắt luôn nheo lại, khiến cho người khác cảm thấy bị rắn độc nhắm trúng vậy, trong lòng lại có chút sợ hãi. Chỉ cần nhìn qua một lần, thì Dương Giang đã hiểu, La Văn Tùng này không phải dạng hiền lành, tám đến chín phần là một người tàn ác, u ám. Quả nhiên, sự suy đoán trước đó không đáng tin có lẽ la tùng văn người quản lý ở bưu cục quỷ trong hiện thức đã hy sinh cho người đời sau rất nhiều nhưng la văn tùng xuất hiện bây giờ không phải là hắn lúc già đi mà là lúc hắn còn trẻ la văn tùng vào lúc đó cho dù là tâm trí hay là thực lực vẫn luôn ở đỉnh cao vào lúc dương gian đang vô cùng kiên dè thì lúc này la văn tùng lại nhíu mắt chàng trai trẻ đừng lo lắng ta không phải là quỷ chỉ là một vong hồn muốn mượn một đoạn nhang để sống trở lại tạm thời mà thôi không có uy hiếp gì người quản lý bưu cục quỷ, La Văn Tùng, ta xưng hô với ngươi như vậy không vấn đề chứ?" Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nói. "Thì ra là vậy, ngươi đã biết hết mọi chuyện, xem ra là ngươi cố tình đốt nhang chiêu hồn để ta lên đây." La Văn Tùng lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn vẫn bộ dạng cười mỉm. "Dương Giang nói, cho là vậy đi." Lúc này La Tùng Văn lại quan sát xung quanh, hắn nhìn thấy bên cạnh có mấy ngôi mộ lại nhìn qua ngôi mộ của mạnh tiểu đồng mới vừa chôn xuống cuối cùng hắn nhìn qua một của ông chủ tiệm thuốc bắc trương bắc hoa trong ánh mắt có một tia sáng cuối cùng hắn thu hồi ánh nhìn lần nữa nhìn chằm chằm vào dương gian nhưng lúc này thì nụ cười trên khuôn mặt hắn đã từ từ biến mất thời đại của chúng tôi đã kết thúc hoàn toàn rồi nếu như thế thì hãy để ta cân đo ngươi xem xem ngươi có khả năng đối kháng với thời đại mới này không khi giọng nói của la văn tùng vừa dứt thì hắn đã bất ngờ ra tay ánh sáng xung quanh mờ đi với tốc độ không thể tưởng tượng được đồng thời xung quanh dương gian đã vang lên những âm thanh kẻo kẹp dường như xung quanh hắn có rất nhiều cánh cửa vô hình và vào lúc này tất cả các cánh cửa đã mở ra cùng một lúc vô số lời nguyền linh dị chắc chắn chết được bùng phát đây tuyệt đối không phải thăm dò đơn giản mà là la văn tùng đã hoàn toàn ra tay đây là muốn xông tới giết chết dương gian la văn tùng người quá xem thường ta rồi dựa vào ngươi mà muốn cân đo ta sao? Trương Động thì có thế được. Giọng nói lạnh lùng của Dương Giang vang trong bóng tối. Phút tiếp theo. Bóng tối xung quanh đột nhiên bị xua tan, và những ngọn quỷ hỏa đã xuất hiện từ trong không, với linh dị làm nhiên liệu mà đang điên cuồng cháy lên, và với sự bùng cháy của ngọn quỷ hỏa, thì dưới chân Dương Giang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bài huyết hồ. Huyết hồ lan rộng, đang muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh, và những cánh cửa xuất hiện trên mặt đất cũng bị ép lấp đầy. Nhưng cho dù là thế, một nửa bóng tối vẫn che phủ khuôn mặt của Dương Giang và có một số cánh cửa chưa được lấp đầy vẫn được mở ra. Lời nguyền linh dị đáng sợ chắc chắn chết đã được hình thành. Và Dương Giang lúc này vẫn chưa chết, ngược lại là quỷ nhãn mở ra, với sự xuất hiện của ánh sáng màu đỏ, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt La Văn Tùng. Một bàn tay quỷ thủ lạnh lẽo đã bóp lấy cổ của hắn. Đối mặt với sự ra tay đột xuất của La Văn Tùng, Dương Giang phản ứng cũng cực kỳ nhanh, trong lúc đối kháng với linh dị lời nguyền chắc chắn chết, hắn không những đã phá hủy nguy cơ, mà còn phản công ngược lại. Cú va chạm linh dị đỉnh cao của hai người vừa nguy hiểm lại vừa chết người. Lúc này, Dương Giang bóp lấy cổ của La Văn Tùng, quỷ thủ của hắn cộng thêm sức mạnh của xe biết quỷ, thì với sức mạnh linh dị như vậy đã đủ khiến cho một con ác quỷ chìm trong tĩnh lặng. Sự phản công không tệ và lúc này La Văn Tùng vẫn cười mỉm Trong nụ cười lộ ra một sự nguy hiểm mãnh liệt Lúc này ánh mắt của Dương Giang động nhẹ Hắn cảm giác được quỷ thủ của mình lúc này có chút cứng ngắc Rõ ràng là bóp lấy cổ của La Văn Tùng Nhưng khi hắn muốn thử dùng sức lần nữa Thì lòng bàn tay lại có chút không nghe lời Vào lúc này hắn nhìn thấy Từng đóng xác chết màu nâu lúc này đang xuất hiện trên tay của hắn và không ngừng theo hướng cánh tay mà lan rộng ra, đồng thời gương mặt của hắn lại âm u hơn. Tưởng như sự tiếp xúc đơn giản, nhưng thực tế La Văn Tùng đã dùng lời nguyền linh dị chắc chắn chết để chống lại xe buýt quỷ, thậm chí còn đủ sức để cho những đống xác chết đáng sợ đó ăn mòn dương gian. Nếu như ngươi chỉ có trình độ như vậy, thì hôm nay ngươi không phải là đối thủ của ta. Đôi mắt của dương gian nhấp nháy, phát ra ánh sáng màu đỏ. Vào lúc này, máu tươi đỏ tươi sền sệt từ quỷ thủ của hắn đã chảy ra, máu bao phủ mu bàn tay, xóa đi những vết đống xác chết đáng sợ, đồng thời, Lòng bàn tay hơi cứng ngắc cũng khôi phục tự do, và vừa mới khôi phục thì cánh tay đột nhiên dùng sức nhất định phải bóp chặt cổ của La Văn Tùng. Chàng trai trẻ đừng nói khoác thế. Lúc này La Văn Tùng cũng phát hiện trên người của Dương Giang xuất hiện một sức mạnh linh dị khác, hắn phản ứng rất nhanh thì đã phản công lại, hắn lập tức đưa cánh tay có chút khô gầy lên, sau đó đưa ra hai ngón tay chỉ lên não của Dương Giang. Động tác này nhìn giống như đang gõ một cánh cửa linh dị chắc chắn chết vậy và dương gian không hề né tránh cả người phát ta ánh sáng màu đỏ trực tiếp bước vào trạng thái khởi động lại hắn phải dùng đến khởi động lại của quỷ nhãn để tránh đi lời nguyền linh dị chắc chắn chết của la văn tùng đồng thời dùng quỷ thủ của mình bóp chặt vong hồn gây chuyện ở trước mặt hai người lần nữa liều mình mỗi người đều chống lại sự tấn công linh dị của đối phương xem ai không chống cự được thì sẽ chết đi ca cha kèm theo tiếng gãy xương vang lên dương gian theo bản năng lùi về phía sau vài bước nhưng rất nhanh lại giữ vững cơ thể, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc này trên trán của Dương Giang có một vết rạch gớm kiết dòng máu đỏ tươi và nhấp nháp đã chảy xuống không ngừng. Tuy là bị thương, nhưng hắn vẫn còn sống, cũng có nghĩa là hắn chống lại được tấn công linh dị chắc chắn chết của La Văn Tùng. Ngược lại thì trạng thái của La Văn Tùng hình như còn tồi tệ hơn, tuy hắn vẫn đứng bất động, nhưng trên cổ của hắn đã để lại một dấu tay màu đỏ tươi dấu tay này đã ăn sâu vào trong da thịt, thậm chí đã bẻ gãy toàn bộ cổ của hắn, còn về đầu của La Văn Tùng thì cũng bị vẹo theo. Ngươi thua rồi, La Văn Tùng. Dương Giang lúc này sải bước bước qua, cả người hắn vẫn là đỏ rực, nhưng vết sẹo trên trán thì đã biến mất, sau đó hắn tùy tiện chụp lấy, thì một cây thương dài màu đỏ như từ trong không đã rơi vào tay hắn. Cả người của La Văn Tùng lắc lư, đang muốn động đậy, nhưng kết quả là dấu tay màu đỏ trên cổ lại xích lấy hắn, khiến hắn lão đảo và suýt té ngã. Đồng thời, nhan chiêu hồn đại diện cho thời gian của hắn cũng còn lại một đoạn nhỏ. Cuộc giao đấu ngắn ngủi nhưng trên thực tế thì đã tiêu hao thời gian chiêu hồn của La Văn Tùng. Đúng là một chàng trai trẻ lợi hại, sự phản công rất là đẹp. La Văn Tùng vẫn nhíu mắt mỉm cười. Cuộc giao đấu lúc nãy, hắn không thể không thừa nhận mình đã thua. Không phải là do lời nguyền chắc chắn chết chưa đủ đáng sợ, mà là dương gian vẫn dựa vào linh dị của bản thân hắn để đưa ra phản công xuất sắc quỷ hỏa đốt cháy đã chống lại được phần lớn lời nguyền tắt đèn chắc chắn chết huyết hồ bao phủ xung quanh đã chặn lại được phần lớn lời nguyền mở cửa chắc chắn chết lời nguyền còn lại đã không đủ giết chết hắn cũng chính vì có lòng tin đối với bản thân nên dương gian mới dám chống cự lời nguyền chắc chắn chết còn lại để đưa ra phản công trong trận đấu cuối cùng mặc dù la văn tùng đã sử dụng linh dị chồng lên của linh dị gõ cửa chắc chắn chết nhưng Dương Giang lại bước vào trong trạng thái khởi động lại và buộc phải né đòn. Lúc này Dương Giang lần nữa tấn công, nhưng La Văn Tùng đã ở thế bị động. Hắn không có ra tay nữa. Bởi vì La Văn Tùng hiểu rõ, mình không thể thắng được. Nếu đấu lại lần nữa, bản thân mình có chuẩn bị đầy đủ, thì lời nguyền chắc chắn chết chồng đến cực hạn thì có thể giải quyết Dương Giang, nhưng trong giới linh dị không có nếu như, một lần thua cũng có nghĩa là sẽ chết ông trời sẽ không cho ngươi thêm một lần cơ hội để bắt đầu lại. Vào lúc này, cây dao trẻ của rỉ sét đang phớt lờ mọi thứ và nó dường như đang muốn chia La Văn Tùng ra làm hai. Nhưng cây dao trẻ củi lại đột nhiên dừng lại trước trán của La Văn Tùng. Tại sao không phản công? Dương gia ngừng tay, lạnh lùng hỏi. La Văn Tùng nhíu mắt nói, ta vốn là một vong hồn, đã chết lâu rồi, cho dù là có phản công thì cũng không thể thay đổi kết quả này, và ta không thắng được ngươi, cho dù có cho ta thêm thời gian một nén nhang thì cũng như vậy. Sự giao đấu giữa người ngự quỷ xuất sắc, thắng thua là vào lúc đang giao đấu, chứ không thể nào đánh ba ngày ba đêm. Ngươi nói đúng, ta đích thực không đủ tư cách để đo sức với ngươi, ngươi vẫn còn bài cuối vẫn chưa sử dụng. La Văn Tùng nói. Dương Giang nhìn chầm hắn nói, lời nguyền chắc chắn chết của ngươi chưa chồng đến cực hạn, quỷ vực vẫn chưa sử dụng, ngươi vẫn còn cơ hội giết chết ta, bây giờ bỏ cuộc không phải đáng tiếc sao. Ngươi biết rất rõ về năng lực của ta, nếu ngươi đã hiểu rõ vậy, thì ngươi cũng đã biết cách phong tỏa lời nguyền chắc chắn chết và quỷ vực của ta, và ở trước mặt chàng trai tuổi như ngươi, thì ta làm gì còn cơ hội để chồng lời nguyền chắc chắn chết đến cực hạn chứ, chứ không cũng sẽ không chống cự một phần lời nguyền và đã ra tay phản công." La Văn Tùng cười nói. Trong lời nói của hắn đã lộ ra sự tán thưởng. Bởi vì vừa giao đấu thì đã hiểu rõ, chàng trai trẻ tên Dương Giang ở trước mặt này đã trưởng thành tới mức này thì chắc chắn đã trải qua vô số thử thách, chứ không phải là may mắn mà được. Nếu đã chịu thua vậy thì hãy an tâm lên đường, đừng làm loạn nữa. Dương Giang lúc này thu về cây thương dài màu đỏ. Hắn không có giải quyết vong hồn đó. Dù gì thời gian tồn tại của La Văn Tùng chỉ còn lại một chút, giết hay không giết cũng không có khác biệt gì. Thời đại này có chàng trai trẻ tuổi như ngươi ta đúng là có thể an tâm lên đường, nhưng mà trước khi lên đường ta phải nói vài câu. Lúc này La Văn Tùng nhíu mắt và mỉm cười nói. Tuy nhìn hắn vẫn rất nguy hiểm, nhưng đã bớt nham hiểm hơn. Có vẻ như lúc nãy ra tay đúng là muốn thử Dương Giang, hoặc có thể đã thay đổi thái độ sau khi thua cho Dương Giang. Dương Giang nói, ngươi còn muốn nói gì? Muốn từ ta dò hỏi con trai của ngươi sao, hay là chuyện của cháu ngươi? Con của ngươi đã già rồi và đã chết lâu rồi, còn cháu ngươi tên La Vĩnh thì vẫn còn sống, nhưng có chút nghèo, đang làm việc trong công trường, nhưng ta đã từng mời hắn dùng bữa, tăng một căn nhà và cho hắn một số tiền. Tuy không giàu có, nhưng cũng sẽ không chết đói, ngươi có thể nhắm mắt được rồi. La Văn Tùng lúc này có chút ngạc nhiên, thật không ngờ ngươi lại gặp qua cháu ta. Sau khi ngươi chết ác quỷ thức tỉnh đã trở thành quỷ gõ cửa lang thang khắp nơi, gây ra sự việc linh dị, sau khi ta điều tra thì tìm đến cháu ngươi, gương mặt giống ngươi đến bảy tám phần. Dương Giang nói, nếu nói vậy thì ta phải cảm ơn ngươi. La Văn Tùng nghiêm nghị nói. Bởi vì Dương Giang là ở trong tình trạng không biết chân tướng mà đã đích thật giúp đỡ đời sau của mình. La Văn Tùng là người thời dân quốc, nên đối với việc kế thừa của đời sau là rất quan trọng, cho dù hắn không có tình cảm với cháu của mình. Chỉ là không ngờ, cháu của mình lại vất vả vậy, làm việc trong công trường, ở thời dân quốc thì gọi là làm cô ly. Không cần cảm ơn ta, chỉ là tiện tay mà thôi, ta là người ngự quỷ xuất sắc thời kỳ này, tiền nhiều cũng xài không hết. Dương Giang nói. La Văn Tùng nói, không ngờ giữa chúng ta lại có duyên phận như vậy, nếu đã như thế, vậy thì ta nói thêm vài câu, ngươi nói sau khi ta chết trở thành ác quỷ thức sao? Và ngươi đã gọi ta sau khi chết là quỷ gõ cửa. Đúng vậy. Ánh mắt của Dương Giang chuyển động nhẹ, ngươi lại không biết sao. Xem ra lần chiêu hồn này đã chiêu hồn của ngươi vào độ tuổi trung niên, nên đã không có ký ức của sau này, điểm này đúng là không ngờ được mà la văn tùng nhíu mắt thời gian ta không còn nhiều những việc nhỏ không liên quan thì không trả lời nếu ngươi đã xưng hô ta sau khi chết là quỷ gõ cửa vậy nhất định là ta đã đi lang thang không có mục đích mà gõ cửa giết người nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha